Nào các bạn nhìn này, hôm nay chúng ta sẽ vào cái phần thiết kế với hình cơ bản, MV đi hình cơ bản là sau. Thì trong cái công cụ Inut thì nó có những cái hình cơ bản như sau. Các bạn sẽ tạo ra một cụ giấy mới cho mình đấy. Đây ạ. Và tất nhiên là khi mà mình chọn thì mình sẽ chọn một cái khổ giấy A4 rất là quen thuộc với các bạn, và mình chọn đơn vị là cm. Mình chọn khổ giấy nằm dọc và mình sẽ ấn vào phần tạo khổ giấy. Nào vậy thì cái việc đầu tiên mà chúng ta làm quen với cái này thì chúng ta sẽ làm như sau. Đó là các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng hình không ạ? Thì gọi là hình cơ bản. Đây là một trong những cái hình rất là quan trọng, bởi vì khi thiết kế bất cứ một cái gì đó thì cũng cần một cái kích thước nhất định, nên là chắc chắn bạn phải nắm được cái này. Mình có thể tích vào cái biểu tượng mũi tên nhỏ này, sau đó mình tích vào đây thì từ khắc nó sẽ ra một cái bảng cho các bạn lựa chọn. Thì cái công cụ đầu tiên đó là công cụ về hình vuông và chữ nhật. Các bạn đi đi, hình vuông chữ nhật như sau. Trong cái phần này thì khi mà các bạn thiết kế thì các bạn nên làm một cái thao tác này cho tụi mình cái. Ví dụ như là chúng ta sẽ chọn vào, các bạn nhìn này chưa, chúng ta tích vào cái ô vuông và chúng ta muốn vẽ nó thì chúng ta có một cách như sau, đó là tích thẳng màn hình. Tích thẳng màn hình thì nó sẽ ra một cái báo hiệu cho bạn biết là chúng ta đang kích thước là bao nhiêu. Có những người thì người ta rất là siêu, bởi vì người ta làm nhiều lần quá rồi nên người ta sẽ ghi thông số luôn mà không cần phải đánh xong bắt đầu mới đánh thông số, đánh ngay trực tiếp luôn. Ví dụ bạn thiết kế các visit thì mình có thể chọn là 5, một chiều 9 và một chiều là 5,5 chẳng hạn như này, và ấn OK phát nó ra kích thước luôn. Đó, em nhìn này, đó, nó sẽ ra kích thước rất là chuẩn chỉnh. Em hiểu cái này chưa đã? Rồi, hiểu phần này chưa? Rồi nha, tiếp nha. Thì đấy là cái cách đánh, là đánh tự động luôn là khi bạn chọn vào. Còn cách đánh thứ hai là bạn quét qua. Cách đánh thứ hai là bạn quét qua, sau đó mới đánh kích thước. Cách thứ hai là chúng ta có quét qua và đánh kích thước. Thì trong quá trình khi mà chúng ta quét qua và đánh như này thì lúc này chúng ta muốn đánh được kích thước thì chúng ta sẽ dùng công cụ, đó là cái công cụ Shift F7. Cái công cụ Shift F7 lần trước mà chúng ta đã học rồi. Đó, chúng ta ấn Shift F7 như này thì bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng như sau. Đó là chúng ta sẽ có một cái lệnh là Transform. Em nhìn Transform chưa? Thì Transform ở nước ngoài nó sẽ có chiều dài và chiều rộng cho các bạn, thì bạn đánh cũng rất là dễ thôi. Ví dụ tôi gõ vào đây là một chiều là 9 và ấn Enter thì em sẽ thấy là ở đây nó sẽ là ra 9. Nhưng mà các bạn nên lưu ý một tí là ở đây tôi có biểu tượng cái khóa, có nghĩa là khi mà chúng ta đóng cái khóa này lại thì thay đổi một chiều thì chiều kia cũng thay đổi theo, nên là bạn muốn thay đổi từng chiều thì bạn nên mở cái khóa ra, nhìn đúng không? Và sau khi mở khóa ra thì tôi có thể gõ vào đây là một chiều là 5.5, Enter như này thì bạn sẽ thấy nó rất là đơn giản đấy. Cách thức làm việc này như vậy đi ạ. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi nhá. Nào còn có vấn đề gì cái này nhỉ? Rồi, trong quá trình khi mà chúng ta thiết kế thì chúng ta cũng bắt gặp những trường hợp như sau. Là trong cái phần Transform của chúng ta, các bạn nhìn lên trong phần Transform chưa? Thì khi mà đi gặp khách hàng thì người ta cũng có thể yêu cầu bạn một cái công việc như sau, là em ơi em thay đổi kích thước cho anh cái, mà thay đổi bằng cách là cộng một chiều bằng 0.3. thì trong cái phần bảng Transform nó có tính năng là cộng trừ kích thước. Ví dụ chúng ta ấn vào đây, nhìn lên chỗ này chưa, tôi sẽ gõ vào đây một cái, tôi ấn Shift cộng thì các bạn nhìn số cộng á, tôi ấn vào số 4. Sau khi ấn vào số 4 tôi ấn Enter thì bạn yên tâm điều đó nó bằng 13. Vậy thì trong phần Transform của cái Inut thì nó có tính năng cộng trừ và nhân chia đó. Em hiểu cái này chưa đã? Ok, các bạn có thể ghi điều đó cho tôi nhé. Rồi. Sau khi đã làm xong thì cái việc mà cái hình vuông của chúng ta rồi thì bây giờ chúng ta vẽ ra một cái biểu tượng nữa, là trong quá trình khi vẽ hình vuông thì chúng ta giữ Shift, chúng ta vẽ nhanh. Bạn nhìn vẽ chưa? Trong quá trình giữ Shift thì chúng ta vẽ nhanh thì nó trở thành hình vuông, còn bung Shift ra thì nó sẽ trở thành hình chữ nhật. Ok. Thế là chúng ta phần lý thuyết chúng ta đã xong được cái phần đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là hình vô góc. Các bạn đi hình vô góc. Cái hình vô góc này nó giống hệt như hình vuông, nhưng nó chỉ có một thông số, đó là thông số của cái góc vo của nó là bao nhiêu thôi.
bạn có thể tích vào đây, bạn gõ tích này. Em nhìn thấy chiều dài, chiều rộng và độ vuông góc vậy. Nó giống hệt như hình vuông nhưng nó chỉ khác mỗi cái này thôi. Và sau khi bạn vẽ xong thì bạn sẽ thấy ở đây nó có tính năng vuông góc đây. Nhìn chưa? Và trong quá trình khi vẽ thì người ta có thể vẽ như vậy, và cũng có thể có cách thứ hai là bạn vẽ như này. Đó. Được không? Và trong quá trình khi vẽ thì tôi sẽ chọn vào đây và tôi tích vào đây và tôi sẽ đặt cái này giá trị là rơi tổng khoảng 1 thôi. Thì các bạn sẽ thấy nó vuông góc 1 chưa? Đúng không ạ? Rồi, vậy thì trong quy trình khi vẽ cái này thường thường là chúng ta sẽ vẽ bằng tay. Tôi sẽ điều khiển bằng tay thì nó sẽ tốt hơn. Thì tôi vẽ qua, các bạn nhìn thấy vẽ qua chưa? À, và các bạn nhớ một điều rằng trong quy trình khi vẽ qua này thì bạn nên giữ chuột này. Và ấn nút lên trên là tăng độ vuông góc, và ấn nút xuống dưới là giảm độ vuông góc của các bạn đi. Đó. Đấy, các bạn có thể ghi cái lệnh đó cho mình nhé. Xong chưa? Rồi, tiếp theo. À, lúc này chúng ta sẽ chọn đến công cụ đó là hình vuông. Em nhìn hình vuông chưa? Thì cái công cụ hình vuông này nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái giá trị như sau là khi tôi tích vào hình tròn, chúng ta sẽ chọn vào đây thì chúng ta vẽ này cũng buông cái này ra thì thành elip, còn giữ shift thì nó trở thành hình tròn. Nhìn không? Và trong quá trình hình tròn thì chúng ta sẽ đổ được những cái chất liệu tùy theo cách thức của các bạn làm này. Thì đây là những cái hình tròn mà chúng ta làm được. Xong chưa? Cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chọn sang cái hình là polygon. Nhìn chưa? Và trong quá trình ghi vẽ thì bạn nhớ một điều rằng đây cũng có một cái cách vẽ là cách vẽ tích thẳng màn hình. Thì bạn sẽ chọn vào kích thước và chúng ta sẽ chọn vào số cạnh của nó là 6. Bạn muốn nhiều hơn thì bạn ấn nút lên trên nha, nó sẽ nhiều hơn ngay. À, tích vào đây. Em nhìn thấy hình này chưa? Okay. Nhưng trong quá trình khi vẽ thì thường thường tôi sẽ làm cái thao tác như sau. Tôi vẽ và tôi giữ chuột. Nhìn vẽ giữ chuột chưa? Giữ shift là sẽ cân bằng. Nhìn giữ shift cân bằng chưa? Ấn nút xuống dưới là giảm số cạnh. Và giảm nhiều nhất thì nó chính là hình tam. Nhìn tam giác chưa? Ấn nút lên trên sẽ là tăng số cạnh lên. Đó. Và chúng ta tăng nhiều thì tự khắc nó trở thành hình như này. Okay. Xong chưa? Đấy, polygon chỉ có giá trị đấy thôi. Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn hình ngôi sao. Thì cái ngôi sao này nó có một tính hơi đặc thù là bạn cũng có thể thích thẳng màn hình ở đây. Nó sẽ có chiều dài, chiều rộng và cái số cánh của chúng ta ấn vào đây thì các bạn có nhìn thấy ngôi sao của chúng ta. Nhưng ngôi sao này là một ngôi sao không chuẩn xác, bởi vì ngôi sao chuẩn xác thì tất cả cái cạnh này, nhìn đến chỗ này nó phải thẳng hàng, thẳng tưng. Chỗ này phải thẳng tưng. Em hiểu không? Chứ không bao giờ bị theo kiểu hơi béo này, đây là ngôi sao béo đấy ạ. Nhá. Hiểu không ạ? Ok. Rồi. Và trong quá trình khi nhớ một điều rằng bạn vẽ cái hình ngôi sao ra thì bạn giữ VIP, ấn nút lên trên là tăng số cạnh. Ấn nút xuống dưới là sẽ là giảm số cạnh. Nhìn không ạ? Hiểu cái này chưa? Nhưng đừng buông chuột ra. Thì lúc này chúng ta giữ control là đẩy vào trong, là độ lông sâu của cái cạnh, và đẩy ra ngoài thì là sâu của cái cạnh. Ok. Nhìn chưa? Và tất nhiên là để làm ra những cái sản phẩm như là nó lấp lánh hay các kiểu ấy thì nó rất là đơn giản, bởi vì là trong cái hình này nó vốn dĩ tạo ra những ngôi sao rồi. Em nhìn ngôi sao bốn cạnh chưa? Có nhiều người ta làm như này, bớt một cạnh, hai cạnh, ba cạnh, bốn cạnh, năm cạnh. Ok, tôi sẽ chọn vào số 5 đúng không ạ? Giữ control này, em nhìn là giữ control để vào trong này. Nếu thế là trở thành cái này không ạ? Và sau khi trở thành cái này xong thì các bạn đồng ý với tôi là tôi sẽ đổ một cái màu. Đây ạ. Em nhìn này chưa? Và cái ngôi sao của chúng ta cũng có thể là có một cái cách khác hơn nữa để chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta vẽ này ra. Nhìn em ạ, giữ control đẩy ra ngoài nó sẽ được như này đúng không ạ? Nhìn chưa? Bớt một cạnh đi thì có phải số 4 cạnh không ạ? Ok, đây chính là cái ngôi sao mà người ta đang làm đây. Nhìn này chưa? Sau khi đã có ngôi sao xong thì bạn nên ấn vào Ctrl C và Ctrl F thì chúng ta sẽ ra góc và chúng ta xoay như này thì chúng ta sẽ đẩy vào trong. Ok, thì em nhìn cái này chưa? Cắt qua toàn bộ và chúng ta sẽ làm ra một cái giá trị sản phẩm như sau. Nhìn ngôi sao chưa? Thì sau này đây là những cái ngôi sao mà chúng ta tạo ra bằng cái hình trên như này. Được không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào ngôi sao thì chúng ta vẽ vào như này. Chúng ta tăng số cạnh lên thì nó sẽ là mấy cạnh ạ? Đây ạ, chúng ta vẽ nha. Em có nhìn thấy ngôi sao chưa?
Nhưng ngôi sao nó có chuẩn hay không thì chúng ta phải sử dụng một cái phím rất là quan trọng nữa, đó là phím an. Khi ấn phím an thì đối tượng ngôi sao trở về định dạng mặc định chuẩn xác nhất. Nhìn này, ấn phím an thì em yên tâm một điều rằng nó sẽ trở thành ngôi sao chuẩn xác tất cả các cạnh song song với nhau. Nhìn em, ok, hàng hàng chưa? Ok, nhớ phím an nhé, như phím an thì vẽ ngôi sao chính xác được đấy. Đó, thì đây là ngôi sao trong quân đội, ngôi sao trong những cái huy hiệu thì người ta sẽ dùng ngôi sao này nhá. Em bảo đi đeo đồ logo cho viện an ninh thì chắc chắn là chúng ta sẽ dính cái này chuyện thường nhiên. Và có vẽ chính xác không? Không phải là chúng ta ngồi chúng ta đồ nhá, đồ là sẽ không chính xác được đâu ạ. Rồi, tiếp theo công cụ cuối cùng là công cụ mà chúng ta gọi là tia mặt trời. Thì cái công cụ này là chuyên gia nhấn cho logo và nhấn cho sản phẩm của đối tượng chúng ta được. Nhấn cho logo, nhấn sản phẩm và nhấn background. Và cái này nó chỉ được phát huy trên nền chuyển sắc là tốt nhất. Phát huy trên nền chuyển sắc là tốt nhất. Xong chưa em? Rồi, vậy thì sau khi mà chúng ta hiểu thì bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp từ phiên bản của từng đối tượng hình một, thì bắt đầu từ hình vuông. Các bạn nhìn hình vuông chưa? Thì hình vuông chúng ta sẽ học về cái cách đầu tiên, đó là cách chia hình vuông. Các bạn đi đi, cách chia hình vuông như sau. Cách chia hình vuông. Để muốn chia được hình vuông thì tôi sẽ vẽ hình vuông ra trước cho các bạn dễ nhìn hơn. Và chúng ta có thể chọn lựa một cái màu sắc, ví dụ chọn một cái màu như này chẳng hạn. Và sau khi làm xong thì tôi nói cho bạn biết đây là một giá trị mà tôi chọn một cái khổ dây A3. Các bạn biết khổ dây A3 không ạ? Và cái khổ dây A3 thì khi chúng ta chia đôi thì có phải nó trở thành catalog A4 không ạ? Chính xác chưa? Vậy làm sao để chia đôi cho chuẩn xác thì ở đây người ta cũng có một cái tính năng rất hay cho các bạn, đó là chúng ta chọn vào object, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng như sau, đó là người ta chọn vào path, và người ta sẽ chọn một cái tính năng đó là snip intro. Thì đây chính là cách chia một hình vuông thành những hình bằng nhau. Xong chưa? Rồi, thì các bạn nhìn này, sau khi tôi chọn vào đây xong thì ở đây nó sẽ có một cái bảng cho các bạn lựa chọn. Tôi ấn chọn preview thì tôi tích vào đây một điểm này, các bạn nhìn chưa? Bạn có thấy nó chia thành 3 chưa? Nhìn nó chia thành 3 này, 3 cái sọc này. Và đúng rồi, sau khi chia xong thì ấn ok thì các bạn nhớ một điều rằng cái này chia thành 3 phần bằng nhau. Ok, hiểu cái này không ạ? Chia 3 phần bằng nhau rất là đơn giản. Tiếp theo và các bạn nhớ một điều rằng là khi mà chúng ta thiết kế một cái giấy mời chẳng hạn thì giấy mời bằng 1/3 của A4, bằng 1/3 của A4 bằng bao nhiêu thì chúng ta cũng không cần phải tính, bởi vì cái này nó có công thức chia cho chúng ta rồi, thì chúng ta làm rất là nhanh. Em biết cái giấy mời thì thường thường, hoặc là cái tờ gấp, em biết tờ gấp không, là A4 gấp bằng 3 đấy, thì làm nào để gấp thành 3 thì đây rất là đơn giản nha, cho tôi sẽ làm cho bạn xem nhé. Như này thì cái công việc đầu tiên là tôi sẽ thay đổi cái khổ giấy đi một tí. Cái khổ giấy này tôi sẽ xoay ngang, không phải xoay dọc nữa. Mà để xoay ngang thì người ta sẽ làm một thao tác như sau, đó là chọn vào Shift O. Nhìn Shift O chưa? Nào các bạn ghi đi cách xoay khổ giấy bằng ấn là Shift O. Ấn vào Shift O. Và sau khi chọn vào công cụ Shift O, các bạn nhìn này. Sau khi chọn vào công cụ Shift O, chúng ta chọn vào Shift O. Đấy. Thì chúng ta sẽ xoay khổ giấy ra thì nó sẽ trở thành khổ giấy nằm ngang. Các bạn nhìn khổ giấy nằm ngang chưa? Và sau khi chọn khổ giấy nằm ngang thì chúng ta bắt đầu thiết kế này. Các bạn nhìn này, để muốn thiết kế ra một cái tờ gấp chẳng hạn, khách hàng người ta đưa cho mình, thì việc đầu tiên là mình phải biết tạo ra cái khổ giấy đã. Chuẩn chưa? Phần thứ hai, chúng ta phải chọn cái định hình của nó. Một cái miếng hình này thì nó sẽ là một chia 3, để có miếng 1, miếng 2, miếng 3. Cái tờ gấp là A4 này. Thì để muốn làm được cái điều mà cái hình thức này nó bằng đúng cái kích thước của A4 thì người ta sẽ rất là đơn giản, là người ta sẽ chọn một công cụ phím A. Các bạn nhìn phím A chưa? Chúng ta quét qua giá trị hai điểm ngoài, nhìn hai điểm ngoài chưa? Thì ở đây nó sẽ xuất hiện cái bảng căn chỉnh cho các bạn, ấn vào đây cái tự chạy ra trái. Nhìn không ạ? Quét qua bên này chúng ta sẽ chạy sang phải. Nhìn không ạ? Quét qua điểm này chúng ta sẽ lên phía trên. Ok, quét qua điểm này thì chúng ta sẽ xuống phía dưới.
thì các bạn có thấy là tôi sẽ làm tờ giấy A4 rất là đơn giản, mà tôi còn không thèm đánh thông số cả. Thông số A4 là một chiều bao nhiêu? Một chiều là 29, à một chiều là 21 và một chiều là 29.7. Đúng không ạ? Nhưng mà tôi không làm đó, mà tôi lười nên tôi dùng phím A tôi kéo đấy. Thì có nhiều người về mới hỏi bảo thầy ơi, em cũng làm tương tự giống thầy mà tại sao lại không căn ra được. Thì các bạn nhìn vào đây một tí, ở đây nó có một phương thức rất là hay trong việc thiết kế của bạn. Nhìn này, nhìn nhá, cái khổ giấy đang ở ngoài nhá, bạn căn vào giữa này. Nhìn căn giữa chưa? Làm sao căn được giữa như thế? Thì chúng ta ấn vào shift F7, chúng ta phân tích một tí. Nhìn lên trong các bảng căn chỉnh của đối tượng của chúng ta. Như mình đã chia sẻ cho các bạn biết rồi, là cái bảng mà quan trọng nhất trong Inut chính là bảng shift F7 đấy ạ. Tại vì trong đấy nó có 3 loại bảng, bảng thứ nhất là cắt dao, bảng thứ hai là căn chỉnh và bảng thứ ba là đánh kích thước, đúng không ạ? Thì có nhìn thấy hình này không ạ? Thì lúc này chúng ta sổ xuống thì ở đây nó có một cái biểu tượng, đó là show option, là show toàn bộ những cái công cụ trong căn chỉnh ra, thì nó có một cái bảng cho các bạn lựa chọn. Nhìn thấy chỗ này không ạ? Thì trong cái bảng này quan trọng nhất là sổ xuống thì ở đây nó căn chỉnh với khổ giấy. Em nhìn căn chỉnh khổ giấy chưa? Thì khi em làm bất cứ đối tượng nào đó em căn chỉnh thì nó chỉ căn chỉnh với cái khổ giấy của em là có màu trắng ấy. Nếu mà vào giữa nhau được, em nhìn chỗ này chưa? Chứ còn nếu mà em chọn vào Align to Selection thì em chỉ căn chỉnh đối tượng với nhau thôi. Nhìn nhá, nhìn này, tôi chọn vào phía trên nha, tôi đố bạn là làm có thể làm cho nó hút được vào trong này. Đây, có nhiều người bảo dùng phím E đấy, quét qua phím E ấn nút này, không bao giờ được luôn. Nhìn không? Có được không ạ? Bởi vì đấy là căn chỉnh đối tượng với nhau thôi. Còn riêng phần phía dưới như này thì là căn chỉnh với khổ giấy. Hiểu cái này chưa? Nên khổ giấy đôi lúc tôi chọn. Đó, chọn xong rồi thì quét qua như này, bạn nhìn này, bằng ngang, quét qua bằng bên tay phải, quét qua bằng bên lên trên và quét qua bằng xuống phía dưới. Hiểu tính năng này chưa? Rồi. Sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ thực hiện chiêu thức như sau nữa, là tôi sẽ chọn đối tượng. Nhìn không ạ? Và tôi sẽ chia cái này làm 3 để tôi làm vào gấp, bởi vì mỗi một mặt khác nhau, mỗi một mặt sẽ phải có text, mỗi một mặt sẽ có phải cái hình thức đó. Thì lúc này tôi sẽ chọn vào biểu tượng như sau, đó là chọn vào object, chọn vào path và chọn vào deep intro. Thì lúc này các bạn nhìn này, tôi sẽ sổ xuống cho bạn xem. Tôi sẽ tích vào đây 1, 2, 3. Em nhìn có 3 cái chưa? Và yên tâm một điều rằng tôi ấn ok như này thì đây là mặt số 1, đây là mặt số 2 và đây là mặt số 3. Nhìn đúng không ạ? Và nó sẽ rất chính xác. Và sau khi đã làm xong cái biểu tượng này thì chúng ta có thể được quyền copy cái đối tượng này và copy xuống dưới thì nó có mặt trước mặt sau ạ. Em có thấy là tờ gấp chúng ta có mặt trước mặt sau không ạ? Đã giờ xem thiết kế tờ gấp chưa? Hiểu phần đấy chưa? Thiết kế phải có mặt trước mặt sau nhá. Xong chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái quy cách nè. Quy cách để thiết kế là một cái bìa của một quyển catalog ra sao, bìa thiết kế một cái sản phẩm ra sao, thì tôi sẽ xin giới thiệu cho các bạn tiếp theo. Đó là quy cách thiết kế một cái bìa cho một sản phẩm. Các bạn ghi đi, quy cách thiết kế bìa của một sản phẩm như sau. Lúc này thì chúng ta sẽ xoay dòng cái khổ giấy ra một tí. Vừa rồi tôi vừa trình bày cho bạn là tôi chia cái thấy thành 3 cái phần bằng nhau, đúng không? Bây giờ tôi sẽ tiếp tục này. Nào, đối với một cái bìa của một sản phẩm thì các bạn có đồng ý với tôi là quyển catalog thì thường thường sẽ có logo không ạ? Đúng chưa? Phần thứ hai, các bạn có đồng ý với tôi là phải có tên của công ty không ạ? Logo và tên công ty chưa? Thứ ba là sản phẩm của công ty được không ạ? Ảnh sản phẩm công ty không ạ? Và cuối cùng là địa chỉ điện thoại với email để người ta có thể liên hệ không ạ? Thì đấy là những cái nội dung mà chúng ta cần phải làm đủ cho một cái ảnh bìa, hoặc là một quyển catalog, một quyển profile, một cái thiết kế poster gì đó thì em phải làm điều này. Thì trước tiên, việc đầu tiên là tôi sẽ cứ vẽ ra một cái hình chữ nhật đã. Sau khi có hình chữ nhật xong thì chúng ta chọn là phím A và chúng ta quét qua hai điểm phía trên, thì chúng ta căn lên phía trên một chút xíu. Chúng ta quét qua bên này thì căn sang trái, chúng ta quét qua bên này thì sẽ căn sang phải, và chúng ta sẽ quét qua điểm này thì chúng ta sẽ căn xuống dưới. Ok, nhìn chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì chúng ta đã có một cái nền background khá là tốt rồi. Thì có những người thì người ta sẽ làm một cái background luôn trực tiếp, thì lúc này tôi cho bạn xem nhé. Nào, nhìn này. Lúc này chúng ta sẽ chọn một cái phương pháp như sau. Đó là chúng ta sẽ chọn một cái gradient. Trong phần gradient thì tôi sẽ chọn một miếng này là màu rất là đậm. Ví dụ tôi chọn màu xanh đậm. Ok. Màu thứ hai tôi tích đúng vào đây. Tôi chọn vào đây. Tôi sẽ chọn cũng màu xanh đậm nữa, nhưng mà màu xanh này nó sáng hơn tí. Ok. Em nhìn nhá.
Và sau khi tôi chọn xong này thì tôi chọn vào cái bóng của nó là bóng ở giữa cho các bạn, thì tôi đã có một cái background khá là tốt rồi. Thì lúc này tôi bắt đầu mới làm nhìn này. Thì nguyên tắc của cái việc thiết kế thì bao giờ người ta sẽ từ mép nhé, em nhìn này, từ mép đến nội dung của phần thiết kế của các bạn nó sẽ là cách 1.27 cm. Các bạn nhìn đi, cách này là 1.27 cm. Có những cái cách này 1 cm thôi, nhưng có những cái thì cách này 1.27 cm. Cái này nó sẽ được nằm trong phần InDesign mà chúng ta lập ra một cái khổ giấy, nó đã đưa quy cách rất là chuyên nghiệp cho các bạn rồi. Thì bây giờ để muốn làm thế nào để nó quy cách nó cắt ra như vậy, chúng ta sẽ kéo đây một tí ạ. Đây ạ. Thiết kế bất cứ một cái nào thì bạn cũng phải có căn nề nhá, hộp thuốc các kiểu, nó phải có khoảng cách từ đây đến cái chữ nội dung là bao nhiêu, và không bao giờ được thiết kế chừa ra ngoài nhá. Như vậy nó bị nôm khôm, và khi mà nó đóng được cái khung đấy thì bạn đặt text bên này và đặt text bên này thì chắc chắn nó sẽ cực kỳ là chuẩn chỉnh nằm trong cái khung ở giữa. Hiểu cái này chưa? Nên đây là giá trị người ta phải vẽ khung trước rồi mới thiết kế sau. Thì lúc này tôi sẽ chọn cho bạn xem một cái giá trị, đó là tôi đặt một cái màu vàng, nhìn màu vàng kìa. Lúc này tôi chọn đối tượng 1, để muốn căn chỉnh các đối tượng với nhau thì các bạn nhìn này, tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2. Và sau khi tôi chọn đối tượng 2 thì tôi sẽ ấn bằng cân bằng, em nhìn cân bằng chưa, và tôi ấn sang này thì sẽ cân bằng tay trái. Có nhìn đi vào góc này không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Rồi, sau khi làm xong thì tôi chỉ ấn vào Ctrl C và Ctrl F nên thì tôi ấn sang bên tay phải, phát tự khắc nhảy sang tay phải. Nhìn thấy không? Nó căn này từ đây đến đây là 1.27 cm. Vậy đi, để muốn làm được điều này thì chúng ta có đồng ý phải đánh vào cái transform và gõ vào đây là 1.127, được không ạ? Ok, enter. Và cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ copy cái này xuống dưới Ctrl C và copy cái này 1.27. Đây, nội dung nó sẽ phải nằm đây. Tôi chọn vào đối tượng này, chọn đối tượng này để nằm góc. Nằm vào góc chưa? Rồi nhá. Tiếp theo, Ctrl C, Ctrl F, chọn vào đối tượng số 2 và tích sang đây, nó sẽ nằm bên tay phải của các bạn. Cũng tương tự như vậy, tôi chọn vào đây Ctrl C, Ctrl F thêm một độ nữa thì tôi tích vào đây một cái, tôi sẽ ấn vào phát xuống dưới, thì các bạn nhìn thấy chỗ này chưa? Các bạn nhìn thấy tôi làm chưa? Đây chỉ là phương pháp để chuẩn bị cho việc mà chúng ta thiết kế cực kỳ ngăn nắp thôi. Chứ còn cái sự phá cách của bạn cứ thoải mái, nhưng nó vẫn phải quy cách bên trong chứ không phải là quá đáng, quá là làm chữ sát mép nề là không ok tí nào đâu ạ. Lúc này sau khi đã làm xong thì bắt đầu chúng ta sẽ làm như sau, là tôi sẽ vẽ một cái ô vuông và tôi vẽ trong cái khu vực này. Đây chính là khu vực an toàn của phần nội dung đấy. Em nhìn lên đây là khu vực an toàn chưa? Đây chính là khu vực an toàn của mặt nội dung, đó là text của bạn đấy. Nên bạn phải làm chiêu thức này cho tôi. Và sau khi đã làm xong này thì bạn yên tâm một điều rằng là chúng ta bắt buộc phải chia cái này thành 12 cột. Các bạn nhìn đi, cách chia cái này thành 12 cột như sau. Tại sao phải chia 12 cột? Bởi vì là tương ứng với giá trị là 8 cột, nó chính là tỷ lệ 2/3, còn 4 cột còn lại là 1/3. Vậy thì khi tôi chia như vậy, nó vô hình dung tôi đã tạo ra một tỷ lệ vàng rồi. Đặt ảnh, đặt text không bao giờ bị trượt được cả. Các bạn hiểu cái này chưa ạ? Nhớ nha, nguyên tắc thiết kế bất cứ một sản phẩm nào đều phải chia cột này ra thành 12 cột thì thiết kế bạn sẽ chuyên nghiệp ngay lập tức. Nhìn này, lúc này chúng ta sẽ chọn vào Object, chúng ta chọn vào công cụ như sau, đó là chọn vào Path và chúng ta chọn vào công cụ chia cái hình vuông này thành những hình bằng nhau. Và với cách chia như này thì các bạn nhìn thấy tôi sẽ tích vào đây là 1, 2, tôi sẽ ấn vào Preview, bạn nhìn chia thành 3 chưa? Và chia thành 3 xong, 1 là bạn chia 3, 2 là bạn chia thành 12, tùy bạn nhau. Vậy thì tôi chia 3 thì tôi muốn khoảng cách giữa những cái này này, nhìn thấy khoảng cách giữa những cái ô này nó bằng 0.5 cm, thì tôi sẽ ấn vào đây, chính là phần Guide này, ấn 1, 2, 3, 4, em nhìn thấy 0.5 chưa? Nhìn 0.5 chưa? Và yên tâm một điều rằng text chúng ta chỉ nằm một ảnh, chúng ta có thể là 1/3 như nào. Ok, thì sau khi đã làm xong tôi ấn ok xong, xong chưa? Thì đây chính là cái phần đầu tiên tôi chuẩn bị cho một cái thiết kế, một cái trang bìa mà tôi phải làm căn chỉnh rất là kỹ nữa như vậy. Sau khi đã làm xong toàn bộ tất cả những giá trị đấy thì chúng ta sẽ chọn công cụ pha hoa và chúng ta tích vào đây một cái, thì các bạn có thấy là ở đây nó sẽ có một cái hình của chúng ta mà. Nhìn cái hình nhá, tôi sẽ ấn vào Ctrl G cho các bạn, Ctrl G để em dịch group lại và tôi ấn vào opacity bằng 20. Em có thấy mờ không ạ? Đây là cái giá trị mờ để làm sao tôi sẽ phải căn chỉnh tất cả text, tiếp hình ảnh các thứ là phải vào đây ạ. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi.
Sau khi mà đã làm xong cái thủ tục của chúng ta rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ tiếp theo đến một cái giá trị, đó là chúng ta sẽ chọn một cái hình ảnh để làm sao cho cái bản thiết kế của chúng ta tốt. Thì chúng ta có thể chọn file và chúng ta chọn vào play. Thì lúc này các bạn nên lưu ý là cho các bạn ổ D mà tôi chọn một tờ rơi chẳng hạn như này. Trong một tờ rơi thì chúng ta sẽ có một cái hình mà chúng ta đã cắt. Các bạn nhìn hình này chưa? Cái hình này thì bạn đã cắt ở dưới dạng Photoshop rồi, nên là bạn có thể chọn vào cái hình này và ấn vào đây là xong. Nhìn chưa? Chọn vào đây này, nhìn chưa? Ấn vào đây phát này các bạn nhìn này, tôi đã có một cái hình. Đó, hình này tôi đã cắt bằng Photoshop rồi, nên là khi tôi xếp đuôi Photoshop thì cái này sang đây thoải mái đi. Bạn yên tâm điều rằng nó sẽ không giờ phỡ hình nhiều. Em nhìn này không ạ? Và ảnh này tôi đã chỉnh qua Photoshop một tí rồi, nên tôi sẽ đặt vào vị trí này như sau. Ok. Sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng thì chúng ta sẽ chơi trò như sau, là tôi ấn vào biểu tượng là Ctrl C và Ctrl F, cái nền background và tôi sẽ kéo xuống dưới một tí. Nhìn thấy không ạ? Và sau khi kéo xuống dưới thì tôi có thể chọn một cái màu cam chọn cả như này và cho lên trên tất cả. Nhé, cho lên trên tất cả. Và sau khi lên trên tất cả thì các bạn nên lưu ý một tí là cái hình này tôi sẽ bắt buộc là phải dùng cái công cụ phím A và tôi tích vào đây một điểm, tôi sẽ kéo lên. Nhá, tích lên. Chúng ta sẽ đẩy theo chiều của cái đường chéo này này. Em nhìn lên theo chiều chéo nhỉ? Nhưng tôi lại tính chéo theo chiều của cả quần. Ok. Và sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì tôi lại tiếp tục đến một cái giá trị nữa, là tôi ấn vào biểu tượng là Ctrl C và Ctrl F và tôi dùng phím O và tôi đảo ngược lại. Nhìn đảo ngược lại chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ chọn màu đỏ đậm và cái này tôi cho xuống dưới. Các bạn nhìn này chưa? Nếu cái này thì các bạn có thể chọn nó thiên về màu nâu một tí thì tôi sẽ kéo xuống đây. Ok, thì nó hơi đỏ đậm như này thì tôi khả năng tôi sẽ thích hơn. Nhìn chưa? Rồi tiếp theo. Nào, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ cửa sổ E một chút xíu. Chúng ta sẽ chọn vào ổ D. Chúng ta sẽ chọn đến tờ rơi. Đây là một cái sản phẩm mà chúng ta có thật, nên là chúng ta đây cái nội dung này. Chúng ta sẽ bật file word lên và bắt đầu chúng ta sẽ làm. Đấy, cái hình vuông khi mà các bạn làm thiết kế đầu tiên là bạn sẽ chia rất là kỹ, là chúng ta sẽ chia thành 3 cột để thiết kế làm sao cho nó đẹp nhất. Rồi, thì các bạn có nhìn không? Sản phẩm đầu tiên là chúng ta sẽ có cái chữ như sau. Đây là tên sản phẩm đây ạ. Ctrl C. Và sau đó thì chúng ta sẽ bật vào cái file thiết kế của chúng ta, là phóng to lên một tí. Và chúng ta sẽ chọn vào T và chúng ta tích vào đây. Ok, và chúng ta sẽ phóng to cái này thêm một tí. Trong quy trình khi thiết kế thì tôi sẽ tách bỏ cái X9 này ra, Ctrl X. Và chúng ta sẽ tách riêng ra một cái mới. Còn cái này thì chúng ta sẽ có được cái hình này và chúng ta bắt đầu thay đổi cái kích thước của nó bằng cách là tôi sổ xuống, tôi chọn một UTM, tôi sẽ chọn một cái phông chữ nó khá là khỏe khoắn thôi, tôi chọn vào đây. Các bạn nhìn này, chúng ta sẽ chọn phông chữ khỏe khoắn. Ok. Và sau khi tôi chọn phông chữ này xong thì tôi sẽ tích bỏ xuống đây một tí, tôi tích vào đây để nó lấy được là cái phiên bản. Và cái chữ này thì tôi sẽ đặt là một cái màu trắng cho các bạn dễ nhìn hơn. Phần này tôi dùng phím Y và tôi chỉ thẳng vào đây để tôi lấy được cái giá trị là hai cái phông chữ giống nhau. Được không? Đấy. Với cái text thì bình thường thì tôi sẽ nhấn mạnh cái giá trị, đây là cái tên sản phẩm thì tôi sẽ chọn cho nó to tầm này. Và tôi đẩy lên nha. Sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng thì chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là một màu trắng và tôi sẽ thực hiện chiêu thức là ấn vào Ctrl Shift O. Ctrl Shift O là biến chữ trở thành đối tượng thường. Ok. Rồi, sau khi đã chữ thành đối tượng thường thì chúng ta nên để một cái phiên bản ngoài là thẳng và một phiên bản thứ hai thì chúng ta sẽ phải ứng dụng như sau.
tôi sẽ đặt vào vị trí của cái bụng của đồng chí này một tí và thu nhỏ. Và chúng ta sẽ kéo đây một tẹo. Nhìn em ạ. Và sau khi tôi kéo xong thì tôi muốn tạo ra cái độ chéo giống như cái chữ cái vạt này thì lúc này tôi sẽ dùng một thao tác. Đó là tôi sẽ chọn vào cái công cụ xô lệch hình, nhìn xô lệch hình ạ. Tôi sẽ cầm đối tượng đó và tôi đẩy lên trên một tí. Ok, nhìn không ạ? Và sau khi đẩy lên trên xong thì tôi sẽ phóng to theo cái ý đồ của tôi một tí. Đây ạ. Rồi. Và lúc này chúng ta sẽ đặt chữ thẳng trực tiếp ở vị trí này. Và tôi sẽ làm một cái thương hiệu như sau. Các bạn nhìn này. Thì nguyên tắc đây là một cái ảnh từ Photoshop tôi đã cắt hết nền rồi. Đây này, nếu mà tôi bỏ cái nền này đi bằng Ctrl 3 là tắt đi thì các bạn có nhìn chỉ có anh nhảy không ạ? Và đây chính là cái tên của dòng sản phẩm nó ứng dụng đây. Lúc này để muốn làm được cái điều đấy thì tôi sẽ chơi một trò như sau, là tôi làm mặt nạ cho chính là người. Tôi sẽ chọn vào công cụ mặt nạ. Và đây là mặt nạ đen. Tôi tích vào đây thì tôi sẽ có mặt nạ màu trắng. Và bắt đầu tôi sẽ uốn lượn như sau, là tôi chọn vào công cụ pen. Tôi tích vào đây một điểm. Tôi sẽ bẻ cong theo chiều. Em có nhìn thấy tôi sẽ bẻ cong theo chiều của đường cơ của cái bụng này không ạ? Ok, tôi sẽ cầm, tôi sẽ bẻ cong theo chiều của đường cơ. Ok, tôi sẽ cầm đây, tôi sẽ kéo đây. Sau khi tôi làm xong bên ngoài thì tôi sẽ tích vào đây một điểm. Tôi phóng to. Được không ạ? Tôi sẽ kéo đây. Ok, chúng ta sẽ kéo vào đây. Ok, chúng ta sẽ kéo vào đây. Tôi sẽ kéo vào đây. Và sau khi tôi kéo xong thì tôi sẽ có được cái hình phía trên rồi. Được không? Lúc này sau khi đã làm xong thì các bạn có đồng ý tôi là để muốn cho cái đoạn bụng này bị biến mất thì tôi sẽ chọn cho nó là màu đen. Bạn nhìn màu đen chưa? Và sau khi đã có màu đen xong thì bắt đầu tôi thoát khỏi cái lệnh này thì bắt đầu tôi mới sử dụng cái lệnh chiêu thức. Đây là cái số 9 này, các bạn nhìn chưa? Ctrl G nhìn này. Tôi sẽ copy toàn bộ cái chữ này chui vào trong mặt nạ của cái người bằng Ctrl gì? Edit và chúng ta chọn vào Ctrl X, nhìn đúng không? Thì với một thao tác thì các bạn nên lưu ý rồi, đó là gì? Khi mà chúng ta quay trở mặt nạ thì nếu tôi dùng lệnh là Edit và chọn vào Ctrl Shift V, Ctrl Shift V này thì nó sẽ paste tại vị trí đó. Có nghĩa copy ở đâu paste tại vị trí, bởi vì lúc đấy tôi đã cố tình tôi xếp cái chữ vào vị trí đấy rồi, ngon lành rồi. Thì bây giờ tôi paste vào thì nó là màu trắng, thì nó sẽ xuất hiện là chính là cái hình người đó. Như ở trong đây các bạn nhìn này, tôi sẽ Ctrl Shift V. Em có nhìn chữ này chưa? Và sau khi xong thì tôi sẽ cho bạn xem đây là một sản phẩm tôi đã làm đó. Ok, dòng sản phẩm tôi đã được ốp vào đúng cái hình, bởi vì nguyên tắc khi thiết kế thì chúng ta phải tạo ra những sản phẩm thiết kế nó hơi ấn tượng một tẹo là được rồi. Và sau khi làm xong thì các bạn có đồng ý tôi đây là cái chữ không ạ? Là cái chữ chưa? Rồi, thì lúc này chúng ta sẽ cầm một thao tác như sau, chọn vào đối tượng đó, nhìn chọn đối tượng đấy chưa? Thì nguyên tắc của mặt nạ, trong mặt nạ là màu trắng sẽ nhìn được hình đúng không ạ? Nên người ta sẽ dùng một tiêu chí như sau, đó là bạn có thể dùng một cái nét. Bạn nhìn lên cái nét của tôi chưa? Cái nét này tôi sẽ chọn cho nó màu trắng luôn, được không ạ? Shift X. Đây. Nào, nhá, nhìn này, cái hình này đang màu trắng, tôi ấn Shift X là chỉ có nét màu trắng thôi. Và tôi chọn một cái nét, thì các bạn có đồng ý tôi cầm một cái nét, tôi kéo phát vào chữ A như này được không ạ? Đây, tôi đặt hơi chéo chéo so với chữ X. Thì sau khi tôi vẽ xong thì cái nét này tôi, các bạn có thấy tôi hình thành chưa? Và cái nét này tôi có thể cho to lên được không? Ví dụ tôi chọn vào số khoảng số 5 như này được không ạ? Ok, em nhìn thấy chữ này của tôi chưa? Rồi cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn một cái nét tiếp theo, tôi sẽ cầm điểm này, tôi sẽ nối phát xuống dưới đây. Em nhìn thấy không ạ? Ok, cũng tương tự như vậy, tôi sẽ cầm điểm này, tôi sẽ kéo vào đây. Và điểm này tôi sẽ kéo vào đây. Đó, rồi ok, chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta nối về đây. Ok, chúng ta sẽ cầm điểm này, chúng ta sẽ nối về đây. Và tất nhiên trong quá trình khi làm, bạn có thể chọn cái nét chữ to bé khác nhau. Ok. Thì bạn nhìn nhé, đây là một cái sản phẩm mà tôi sẽ đặt cái chữ của tôi như này. Và sau khi đã làm xong thì tôi sẽ chọn vào cái phần chữ. Bạn nhìn cái hình này chưa? Tôi ấn vào Ctrl C, tôi ra ngoài. Tôi ấn vào Ctrl V thì có phải đây là màu trắng không? Thì sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng đó thì tôi sẽ chọn vào công cụ, đó là công cụ màu đen. Nhìn màu đen chưa? Và sau khi chọn màu đen xong thì chúng ta sẽ thực hiện một chiêu thức là làm nhòe nó đi. Bắt đầu tôi sẽ làm bóng để nhấn mạnh cái giá trị của thương hiệu này một tí.
tôi sẽ làm nhòe bằng công cụ Airfix. Chúng ta chọn vào Blur và chúng ta chọn vào Gaussian Blur. Nên cái phần mặt nạ các bạn phải nắm cực kỳ kỹ trong cái phần đấy của tôi. Ok, tôi sẽ kéo lên một tí cho các bạn dễ nhìn hơn. Nó nhòe rồi. Đấy ạ. Các bạn có nhìn thấy nó nhòe không ạ? Nhưng nhòe như này thì cái viền nó bị hựng sáng nên nó bắt buộc chúng ta phải dùng cái câu chuyện của Manti. Manti chính là làm đậm màu, thì các bạn nhìn thấy đậm màu chưa? Thì câu chuyện của cái hình này phải nằm dưới của cái này này. Cho xuống dưới một layer, xuống dưới một đối tượng tôi chọn rồi đây. Đấy ạ, xây dựng cho tí. Em có nhìn thấy cái chỗ này nó sẽ đậm em ạ? Nhìn chưa? Rồi. Ok, thế là tôi đã có một cái thương hiệu đặt như này rồi. Đó. Thì khi mà mình làm được cái giá trị này rồi thì tiếp tục chúng ta mới chọn một cái thương hiệu nữa tiếp theo. Đây ạ. Chúng ta sẽ có một cái nó là đây là vị cứu tinh. Vị cứu tinh của quý ông. Ok, căn chân C. Chúng ta sẽ sang bên này và chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng T, tích vào đây một cái. Ok. Thì cái chữ này các bạn nhớ nhá. Nhìn này, trong quy trình khi thiết kế tôi sẽ ấn vào Alt Ctrl 3 là hiện cái lưới này lên và tôi sẽ đặt cái lưới này đúng bằng cái hình này này. Các bạn nhìn, tôi kéo xuống dưới này. Và sau khi làm xuống thì tôi sẽ đặt vào vị trí này và tôi chọn cho nó một cái màu, đó là màu trắng để cho các bạn dễ nhìn hơn. Bạn nhìn này chưa? Sau khi đã có màu trắng xong thì bắt đầu tôi sẽ chọn những cái phương thức nữa, là tôi sẽ kéo xuống một tí nữa. Ở đây nó sẽ có một cái dòng địa chỉ điện thoại, email. Các bạn nhìn thấy địa chỉ chưa? Đây sản phẩm rồi. Sau khi làm xong này tôi ấn vào Ctrl C và tiếp tục sang bên này thì tôi sẽ ấn vào T, tôi tích vào đây một điểm. Tôi ấn vào Ctrl V thì các bạn sẽ thấy là tôi có dòng địa chỉ. Nhưng đối với dòng địa chỉ này thì tôi sẽ chọn một cái phông chữ thường, không thể chọn phông, đây là phông chữ tôi nhấn mạnh. Tôi sẽ chọn vào cái phông chữ là Roboto. Và sau khi chọn Roboto xong thì tôi sẽ chọn giá trị nó rơi tầm khoảng số 9 thôi. Nhìn số 9 nhá. Cái này chữ A4 chỉ bằng số 9 thôi nhá. Không là to quá này. Và lúc này sau khi làm xong đến đây thì tôi sẽ chọn một cái phông chữ đó là màu trắng thì các bạn dễ nhìn hơn. Đấy, A4. Nếu mà thấy mà nhỏ quá thì các bạn có thể chọn xuống 12, 14 cho tôi và tôi chọn vào căn giữa. Ok. Nào, chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2, tích vào đây một cái, chọn vào căn giữa. Thế là chúng ta đã có được một cái dòng thiết kế của sản phẩm của chúng ta rồi. Nào, tiếp theo. Sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng đấy thì tôi lại tiếp tục tôi chọn vào đây và tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B là copy xuống phía dưới và tôi đẩy lên trên một lớp ạ. Em có nhìn thấy hình này không ạ? Theo thông lệ bình thường thì tôi dùng phím Y ngắn để tôi chỉ vào vị trí này, thì các bạn có thấy là ở đây tôi có một cái miếng đậm như này không ạ? Nhìn chưa? Để nó rõ ràng thôi. Còn những cái lưới này này, em ấn vào Ctrl số 3 để nó tắt đi thì nó sẽ tạo ra như thế này. Ok. Nếu cái hình của chúng ta dịch chuyển sang trái thì chúng ta sẽ dịch chuyển như này cũng được. Đó, thì đây là một cái poster mà tôi chuẩn bị tôi làm thiết kế cho các bạn xem. Nào, Ctrl số 2, chúng ta sẽ khóa cái hình này lại, đẩy sang bên tay trái. Ok. Rồi. Thì đây chính là một cái mặt bìa của một cái thiết kế của một cái tờ rơi chẳng hạn. Tờ rơi có thể là A4 gấp đôi. Bên này sẽ là thông tin toàn bộ tất cả những thứ ấy, bởi vì đây là em nhìn này, thông tin nó rất là nhiều, nhìn đúng không ạ? Đấy, thì đây là chỉ là cái cách xây dựng thôi. Và sau khi xây dựng xong thì tôi cũng khuyên các bạn một câu rằng như này, chúng ta có thể, nếu chúng ta là người mà đẩy cái người này sang bên này, được chưa? Và cái bóng này chúng ta sẽ làm sao? Đẩy tiếp. Đây, tôi sẽ đẩy tiếp bên này. Thì lúc này sau khi làm xong thì bạn phải dùng một thao tác nữa là chúng ta sẽ chơi một trò, đó là lại lấy một cái sản phẩm vào, chọn là file và chọn là page. Cái này nó chưa có logo nên là chắc chắn là chúng ta chỉ đặt như này thôi. Nào, chúng ta chọn là page. Và trong phần page xong thì các bạn nhìn nào, ở đây tôi có một cái hình như này. Tôi sẽ có sản phẩm, nhìn sản phẩm nhận. Nên sản phẩm. Và sản phẩm này tôi đã được cắt trên Photoshop và tôi đồ bóng trên Photoshop rồi. Đấy, thì nó sẽ có luôn sản phẩm cho các bạn. Ok. Đấy, nguyên tắc là khi tôi thiết kế tôi sẽ dùng cả hai chương trình và các bạn có thể đặt lên đây một tí. Thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà chúng ta sẽ ứng dụng. Các bạn nhìn này chưa? Sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng đó thì cái chữ tôi muốn nhấn mạnh một tẹo. Em nhìn thấy cái chữ này chưa? Chúng ta muốn nhấn mạnh. Đây, tôi sẽ cho cái này to lên một tí nữa để nó bằng cái chiều cao của cái này này. Em nhìn nhé, tôi to tí nữa chẳng hạn nha. Đây, đẩy xuống tí. Đây ạ. Nào các bạn nhìn này.
Để muốn nhấn mạnh giá trị đấy thì chúng ta sẽ chọn lựa cho nó một cái sản phẩm, đó là gradient. Mà cái gradient thì chúng ta có thể lên trên mạng và chúng ta lấy như bình thường bằng cách như sau. Chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào ổ D, chúng ta chọn vào giảm cân. Trong phần giảm cân thì tôi đã để một cái file mà tôi download trên mạng về nó cái màu vàng rồi, nên bạn có thể chọn vào thiết kế banner mỹ phẩm và chọn vào đây. Đây là cái file nén này. Riêng file nén này thì các bạn lưu ý là không cần nhá. Thứ nhất là không cần phải giải nén ra, mà bạn có thể tích đúp vào nhanh. Tích đúp vào đây thì từ khắc nó sẽ làm sao, nó tự chạy vào trong IE của các bạn, nó tự chạy vào chương trình cho các bạn nhá. Đó, đây tôi sẽ cho bạn xem, nhìn tự chạy chưa. Thì như vậy thì cái file của em yên tâm một điều rằng nó sẽ không bao giờ bị virus video hết, và chúng ta giữ được rất là lâu. Lúc này trong cái trường hợp này thì tôi sẽ thấy là tôi cần một cái màu vàng như thế này, thì tôi sẽ chọn màu vàng luôn, tôi ấn vào Ctrl C. Sau khi Ctrl C xong thì tôi sẽ ra sang cái file thiết kế của tôi ạ. File thiết kế tôi ấn vào Ctrl V bên này. Nhìn đấy. Lúc này sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng thì các bạn đồng ý tôi sẽ làm một cái bo viền giống như một cái vàng, nó chạy dọc xung quanh của cái mép của đối tượng này. Bằng cách nào thì tôi sẽ chui vào mặt nạ của chính thằng người nhé. Bạn sẽ chui vào mặt nạ của chính thằng người thì có phải là ở trong đây thì tôi sẽ có một cái chữ ở đây không? Nhìn như này chưa? Tôi copy ra ngoài, Ctrl C và sang bên ngoài tôi sẽ paste vào. Đấy. Copy nhá, copy từ trong mặt nạ ra ngoài, bởi vì bản thân vừa rồi tôi đưa vào, bây giờ đưa ra thêm một cái nữa. Thì cái đối tượng mà chúng ta muốn làm viền nó thì chúng ta ấn vào Shift X là đảo giữa nét của hình, các bạn nhìn Shift X chưa? Với cái này thì tôi sẽ tăng giá trị này lên một tí bằng số 2. Các bạn nhìn thấy không? Nào, lúc này thì các bạn lưu ý là để muốn biến nét này trở thành đối tượng thường, các bạn ghi đi cách biến nét của đối tượng trở thành đối tượng thường thì chúng ta làm như sau. Nha. Nào, chúng ta sẽ chọn vào Object, chúng ta chọn vào Pattern. Đấy, hôm trước tôi đã chia sẻ cho các bạn này, nhìn chưa? Thì với cái hình này sau khi bạn chọn xong thì nó sẽ trở thành đối tượng thường cho các bạn, thì bạn chọn vào gradient nó rất dễ. Em biết tôi muốn đổ màu gradient không ạ? Ok, ấn vào đây thôi. Nhìn này. Và sau khi tôi chọn xong thì tôi chọn vào kênh alpha để nó biến thành đối tượng thường, thì sau khi đối tượng thường xong thì dùng phím Y ngắn và chỉ thẳng vào đây thì em đã có một cái chất liệu, đó là em nhìn chất liệu chưa? Ok. Và sau khi làm xong cái này thì tôi sẽ ấn vào quét qua toàn bộ và Ctrl G. Đó, thì tôi cầm biểu tượng này tôi đặt vào đây. Ok, chúng ta sẽ phóng to một tí, đặt cho chính xác. Ok, đẩy sang đây một tí. Đó. Em nhìn thấy chưa? Đó, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái đường viền cho chính cái sản phẩm của chúng ta một cách nổi bật lên. Thì đây cũng chỉ là một cái cách người ta xây dựng từ một sản phẩm thôi. Ok. Nếu mà em có thấy rằng là có nhiều trường hợp khách hàng người ta sẽ không thích một cái màu em tự tạo ra đâu, thì chúng ta nên đi kiếm những cái ảnh và mang vào. Thì chúng ta có thể chọn vào file và chúng ta chọn vào plate. Lúc này thì tôi sẽ chọn đến một cái ổ E, chọn vào thư viện ảnh. Và chọn vào thư viện ảnh xong thì chúng ta sẽ chọn một cái background. Đây. Ở trong phần background thì tôi sẽ chọn đến phần texture và tôi sẽ kéo xuống một tí cho các bạn xem. Có những cái sản phẩm mà chúng ta kiếm phát nó đẹp luôn. Đây ạ. Đây ạ, tôi sẽ cầm này. Mọi người có nhìn này không ạ? Đấy, thì khi thiết kế thì đôi lúc không nhất thiết phải cái gì chúng ta cũng phải đi kiếm hết đâu. Ok, chúng ta sẽ cầm đối tượng này, chúng ta xoay dọc này lên, đặt vào đây. Kéo ngang như này. Ok, kéo như này được không ạ? Cho xuống dưới tất cả này. Sau khi xuống dưới tất cả thì em có thể bỏ cái nền này đi được không ạ? Em nhìn chưa? Đấy thì đây cũng chỉ là cái giải pháp để bạn đưa ra thôi. Nếu em đưa ra mà thấy khách hàng người ta thấy ok thì bạn nên chọn nó. Hiểu phần này chưa đã? Và phần tiếp theo nữa là khi mà bạn làm như này thì nó đã tạo ra một cái trang bìa để có thể quảng cáo đây. Thì tôi chọn bạn xem, tại vì là hôm nay tôi cũng đã chốt xong cái phần này rồi. Tôi chốt xong cái phần đó là mặt trước rồi. Để tôi cho bạn xem file và chúng ta chọn vào biểu tượng đó là Ctrl O. Chúng ta chọn vào ổ D và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là tờ rơi. Đây là một sản phẩm hôm nay tôi vừa làm cho một cái khách hàng, người ta làm về cái dòng sản phẩm đó. Đây ạ. Chúng ta xem qua một tẹo thôi. Thực ra tôi đã xây dựng hết rồi nhưng mà bây giờ tôi vừa nói lại cái cách đây ạ.
Đây chính là sản phẩm mà tôi đã trình bày đây ạ. Các bạn thấy tôi sẽ phải copy ra rất nhiều không ạ? Thì thực ra đây cả cái tờ này là tờ A4 và chúng ta sẽ làm nha. Và tất nhiên là người này đã chỉnh rồi. Các bạn nhìn chưa? Và chúng ta đặt chữ rất là ngăn nắp, thì đây chính là một sản phẩm tờ rơi. Và tờ rơi này nó sẽ có hai mặt và gấp lại, thì mặt số 2 tôi chưa có làm. Ok, các bạn hiểu cái này chưa đã? Thì đây chính là cái sản phẩm mà tôi vừa chia sẻ cho các bạn này, chính là cách mà chúng ta làm một sản phẩm như này này. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tính năng số 2 của cái công cụ, đó là hình vuông. Các bạn ghi đi, tính năng hình vuông đó là trang trí. Em ghi đi, trang trí. Nào, chúng ta sẽ trang trí bằng hình vuông như sau. Để muốn trang trí bằng hình vuông, chúng ta sẽ làm một thao tác gì này, quét qua. Đúng không? Các bạn có đồng ý với tôi là khi mà tôi chọn cái này, tôi sẽ bỏ cái này đi cho các bạn xem nhá. Nào, Ctrl Z này, tôi bỏ cái này là gì? Là vẽ cái hình vuông ra. À, chúng ta sẽ đổ một cái màu, đó là màu trắng. Thì các bạn có đồng ý tôi là tôi sẽ biến cái này trở thành các ô vuông bằng nhau, chia bằng object, tôi chọn vào path và tôi chọn vào snip intro. Thì cái này nó sẽ đưa cho các bạn đến một cái giá trị là tôi sẽ chia nhảy, đúng không ạ? Nhìn thấy chia chưa? Ok, sau đó tôi chia ngang được không ạ? Được chưa? Lúc này tôi sẽ để số 6 và cái này tôi cũng để số 6. Thì riêng số 6, số 2 là cái khoảng cách giữa các đối tượng này tôi cũng để như bên kia bằng 0. Nó cũng khít nhau ạ. Nhìn chia này thành các ô vuông ạ. Sau khi chia các ô vuông thì như hồi xưa tôi đã dạy cho bạn chuyển độ rồi. Thì cái này tôi sẽ để là 100. Cái này tôi sẽ để là 2. Cái này tôi sẽ để là 80. Ok, 80. Ba cái này thì tôi giữ shift. Tôi sẽ để 60. Bây giờ thì cái này mình sẽ làm chuyên nghiệp hơn. Chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây. Tôi sẽ chọn là 40. Và tiếp theo tôi sẽ chọn tiếp nữa là tôi chọn vào 20. Tiếp theo nữa thì tôi sẽ chọn vào cái này là 10. Đó, các bạn nhìn chưa? 10. Và toàn bộ cái còn lại thì tôi sẽ xóa đi. Đấy, thì hôm trước thì chúng ta có dùng lệnh copy đúng không? Nhưng tôi đảm bảo cho bạn biết là sẽ không bao giờ chính xác được như thằng này đâu ạ. Đây gọi là trang trí cho ảnh đấy ạ. Và với cái hình này các bạn có đồng ý với tôi là tôi ấn vào Ctrl G. Nhìn Ctrl G chưa? Ctrl G rồi thì chúng ta sẽ làm gì? O, đảo ngược lại được không ạ? Ctrl G là group, O giữ shift kéo một phát sang trái là nó sẽ đảo ngược cho các bạn nhanh nhất. Hoặc nếu không thì bạn dùng công cụ shift F7 cho tôi. Thì trong phần là transform này, nhìn thấy không ạ? Nó có một cái horizon, nhìn thấy không ạ? Là lật theo trục nắm dọc. Rồi, sau khi đã tổng quan xong thì chúng ta sẽ đặt vị trí của đối tượng chúng ta vào đây. Em muốn nhìn thấy hình không ạ? Và sau khi đã có hình này xong, các bạn có đồng ý tôi nào tôi có thể chọn vào giá trị đó là overlay đặt nha em ạ. Thì các bạn nhìn đây, đây là một cách người ta trang trí một cái hình này. Nhìn thấy chưa? Trang trí bằng hình vuông nhá. Nhìn không ạ? Rồi, thì các bạn biết cách chia chưa? Thì bình thường chia như này nó sẽ rất là chuyên nghiệp bởi vì nó sẽ rất sát nhau. Hiểu cái này chưa đã? Ok, tiếp theo chúng ta sẽ làm mặt nạ cho khung hình. Các bạn ghi đi cách làm mặt nạ cho khung hình như sau. Thiết kế bố cục hình vuông. À, chúng ta sẽ bỏ cái hình này ra một tí và chúng ta xoay dọc cái này một tí nên chúng ta sẽ kéo đây một cái. Nào, theo thông lệ bình thường chúng ta chọn vào file và chúng ta chọn vào plate. Thì lúc này tôi có một cái hình như sau. Tôi chọn vào ổ D, ổ E. Chúng ta chọn vào thư viện ảnh. Sau khi tôi chọn vào thư viện ảnh xong, tôi chọn vào mỹ phẩm. Trong phần mỹ phẩm thì tôi sẽ kéo xuống một tí và bắt đầu tôi sẽ chọn. Ví dụ tôi thích một cái cô gái như thế này chẳng hạn. Và sau khi tôi chọn xong thì tôi sẽ vẽ cô gái đó vào đây. Được không ạ? Và thao tác này của tôi thì tôi sẽ giữ phím Alt, tôi copy thêm lên này cho các bạn dễ nhìn hơn và tôi chọn vào chế độ bình thường. Nhìn thấy không? Nào, chế độ bình thường nhá. Cái đối tượng này nếu tôi có một hình rồi thì tôi được quyền là copy sang đối tượng số 2 được nhà không ạ? Nào, bây giờ chúng ta sẽ giữ phím O và tôi đảo ngược như này được không em? Bạn thấy tôi có được hai cái giống nhau chưa? Rồi cũng tương tự như vậy, tôi lại tiếp tục tôi quét qua cả cái này và tôi giữ phím Alt đẩy lên phía trên.
và tôi dùng phím mò và tôi đẩy xuống phía dưới này thì bạn có thấy tôi tạo ra một cái hình như này không ạ? Em thấy có chuyển độ các góc nha không ạ? Và lúc này sau khi làm xong tôi sẽ quét qua và ấn vào Ctrl G, Ctrl G rồi group. Và sau đó thì chúng ta sẽ đặt thẳng vào trên chân dung của cô gái, tôi sẽ đặt như này được không ạ? Nhìn chưa? Lúc này chúng ta sẽ tận dụng cái hình này trở thành mặt nạ của cô gái. Bằng cách như sau, tôi chọn vào biểu tượng là Edit và tôi chọn vào Ctrl X là cắt nó đi. Sau đó thì tôi sẽ chọn vào cái cô gái đó và tôi sẽ chọn vào mặt nạ cho nó. Thì đây có phải là mặt nạ màu đen không ạ? Một cái hình chúng ta là màu trắng đúng không ạ? Nên là khi mà xuất hiện nó sẽ xuất hiện theo Alpha đấy cho các bạn. Ctrl Shift, Ctrl Shift V, các bạn nhìn thấy hình cô gái chưa? Nhìn thấy đang xuất hiện theo hình cô gái. Thực ra đây nó cũng chỉ là một cái giải pháp để cho các bạn lựa chọn là bạn thiết kế với nhiều bố cục khác nhau với hình vuông thôi. Bạn qua hình vuông thì bạn phải vẽ thật nhiều bố cục về hình vuông cho tôi thì mới ngon được, hiểu không ạ? Ok, bạn muốn rõ ở đâu thì bạn cũng có thể điều quyền là Ctrl C và Ctrl F thêm độ nữa và tôi thu nhỏ lại được không như này không ạ? Các bạn nhìn chỗ này chưa? Chân dung có thấy là cắt nhiều không ạ? Nào. Rồi thì các bạn có đồng ý với tôi là trong cái hình này của chúng ta đang là hình vuông và có dùng cắt cấp độ chuyển độ đúng không? Chúng ta có một cái tiêu chí là biến cái hình vuông này trở thành vuông góc, có nghĩa là theo hình tròn. Thì bằng cách như sau, các bạn ghi về cách làm đối tượng từ hình vuông trở thành tròn như sau. Cách biến hình vuông trở thành tròn. Các bạn sẽ làm qua một thao tác như sau là bước 1, bạn sẽ chọn vào đối tượng hình vuông. Ok. Bước 2, bạn sẽ chọn vào effect. Bước 1 chọn hình vuông, bước 2 chọn vào effect. Bước 3, các bạn sẽ chọn vào phần style và các bạn sẽ chọn vào vuông góc. Nhìn chỗ này chưa? Thực ra bản chất nó vẫn là hình vuông nhưng mà chúng ta biến đổi nó trở thành tròn thì nó cũng tạo ra một bố cục khác biệt. Hãy tạo ra các bố cục với hình vuông. Bài qua hình vuông ngoài đánh kích thước thì bạn phải tạo ra các thể loại bố cục bằng hình vuông thì hình vuông mới có quan trọng. Nhìn này. Và sau khi tôi chọn xong đây thì tôi ấn vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có vo góc chưa? Vo góc một chút xíu này, tôi tăng giá trị vo góc lên. Bạn có thấy nó trở thành hình tròn như này không ạ? Ok. Thay cho việc mà nó phải là những hình vuông chuyển độ, bây giờ thì là những hình tròn chuyển độ với nhau. Tôi tăng giá trị cho bạn xem. Ok. Em có nhìn thấy hình này không ạ? Sau khi đã có hình này xong, tôi muốn là cái mặt nó rõ. Ok, thì tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F thì có phải nó rõ lên không em? Thì lúc này tôi sẽ chơi hình tròn này, nhìn rõ chưa? Nó tạo ra một cái những hiệu ứng rất là tốt cho các bạn nào. Tôi sẽ copy thêm hình nữa là Ctrl C, Ctrl F thêm độ nữa và tôi thu nhỏ lại như này được không ạ? À, phần này là phần tôi sẽ đặt vào giữa mặt cô gái để tôi nhìn dễ hơn. Nhìn này chưa? À, cái này các bạn có thể đẩy sang bên này được không? Nhìn này. Ở đây nó sẽ đẩy những cái hình tròn khác nhau. Ok. Thì đây chính là cái mà chúng ta có thể làm ra hiệu ứng cho một tấm ảnh theo cách này. À, có nhiều người bảo anh Khánh ơi, em muốn là cái mặt cô gái này phải rõ chứ, bây giờ anh để như này thì làm sao em nhìn được? Thì rất là đơn giản, các bạn có đồng ý với tôi là nếu mà để muốn cho cái chân dung này rõ, dùng pen. Đồng ý không ạ? Tôi muốn người xung quanh là nó sẽ có những cái chấm chấm này đẹp lắm rồi, nhưng riêng mặt phải rõ. Ok, tích vào đây, pen, tích vào đây một điểm, 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 tích vào đây một điểm. Em thấy rõ chưa? Bởi vì tôi vẽ ra bằng màu gì đấy ạ? Và bạn muốn là em nhìn này, khi tôi vẽ xong này các bạn có thấy nó bị cứng không ạ? Thì nằm nhòe thôi. Effect chọn vào Blur và chọn vào Gaussian Blur thì em yên tâm một điều rằng là cái hình nó tự nhòe ra và nó rất là đẹp. Đó, em nhìn thấy chuyển êm chưa? Rồi, nhìn này, chuyển êm. Chuẩn chưa? Hiểu cách tạo hiệu ứng chưa? Nhưng toàn là những bằng những hình vuông thôi. Ok, vậy thì hình vuông nó sẽ làm được ra cái này nha. Rồi, tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ chọn hình vuông như sau, đó là tạo bố cục. Tiếp theo nữa, hôm trước thì chúng ta đã làm cái biểu tượng hồi xưa, các bạn còn nhớ cái bài 1 không ạ? Nhìn bài 1 chưa? Thì cái này tôi sẽ chọn một cái màu cho các bạn dễ nhìn hơn. Đây ạ. Bây giờ tôi chia cái hình này thành 5-6 hình xong rồi tôi cho ảnh chui vào được không ạ? Còn nhớ cái bài mà chúng ta cứ phải copy một Ctrl D xong rất nhiều vuông mà.
Thì bây giờ bài này nó rất là đơn giản, là chúng ta chỉ cần chọn vào cái biểu tượng đó là object, chúng ta chọn vào path và chúng ta chọn vào biểu tượng chia độ. Đây ạ. Preview chúng ta ấn vào đây. Em thích chia đôi chưa? Chia 3. Ok, tiếp theo chọn vào đây. Được chưa? Khoảng cách đây ạ. Khoảng cách giữa các cột đây. Ok, 1 2, cái này 1 2. Xong chưa? Xong rồi. Em thích chia đều không ạ? Và các bạn nhớ một điều rằng sau khi chia đều xong rồi, bạn sẽ cầm toàn bộ đối tượng này kéo một phát sang Photoshop thì Photoshop nhận theo. Photoshop làm này rất vất vả. Em phải ngồi từng cái copy, từng cái copy, từng cái, nhưng mà cái khoảng cách chưa chắc đã đều nhau đâu. Thì cái này nó làm đều hơn. Xong đó thì tôi sẽ bỏ cái này đi, tôi sẽ bỏ cái này đi, tôi sẽ bỏ cái này đi, được không ạ? Nhìn thấy không? Và lúc này tôi sẽ quét qua toàn bộ cái này. Ctrl G. Nhìn G chưa? À, sau khi căn cửa xong, tôi chọn vào file, tôi chọn vào plate, nên tôi sẽ đưa một cái ảnh vào trong. Đấy các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn một cái ảnh. À, vẽ cái hình cô gái đàn cái. Nhìn chưa? Nào cho xuống dưới. Thì các bạn có đồng ý với tôi là cái file này là file màu trắng không ạ? Nếu tôi copy cái này vào mặt nạ cô gái thì có phải xuất hiện không ạ? Đồng ý chưa? Nào Ctrl X, chọn vào mặt nạ cô gái. Ctrl Shift gì? Em thấy cô gái xuất hiện theo ý đồ tôi không ạ? Nhìn chưa? Ok, bởi vì mặt nạ của tôi đang là màu đen mà. Tôi dùng cái hình màu trắng thì có phải nó xuất hiện như cô gái không ạ? Nhá. Nhưng cái này nó được cái rất là sướng ở chỗ là em được quyền tạo ra sắc độ cho nó bằng cách là, tại vì cái hình này vốn dĩ là group, em có thể tách ra được không ạ? Và cái này em có thể chọn vào giá trị 50% được không ạ? Đây ạ, 50. Ok, em thấy mờ chưa? Ok, chỗ này em có thích mờ không? Mờ luôn, 50. Ok, chỗ này em sẽ chọn vào đây là 30. Ok, tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ chọn vào 60, 80. Em nhìn thấy chưa? À, và với cái cách thức này nó rất hay chỗ nào? À, em thích cái này nhưng em không thích thì ok, này cầm vào đây, em xoay được không ạ? Em thấy chưa? Nó tùy biến một cách khủng khiếp luôn nếu mà mình làm cái này. Bố cục nó sẽ cực kỳ nhanh. À, và sau khi làm xong bảo là không, em lại thích cái kiểu thích vào đây một cái, thì em nhìn này, chọn phím E, em có đồng ý với tôi thích vào đây một điểm một góc. Sẽ tôi kéo góc này được không ạ? Điều chỉnh được không ạ? Ok, tôi thích vào đây một điểm, tôi sẽ kéo góc này lên một tí. Ok, tôi cầm điểm này một tí, tôi sẽ kéo góc này vào một tí. Đây là gọi là tạo hình nha em nhá. Nhìn chưa? Ok, tôi thích vào điểm này một góc, tôi sẽ kéo này lên một tí. Ok, kéo đây, kéo xuống đây. Em thấy chưa? Bắt đầu nó sẽ rất là sinh động trong việc thiết kế của chúng ta, rất là đẹp. Đấy, cái mục tiêu của chúng ta là tạo ra những cái sản phẩm thiết kế như thế này. Ok, và sau khi đã có khung hình rồi thì các bạn biết là tôi đặt chữ vào là chuyện đương nhiên của việc mà chúng ta làm ra. Nhưng đây chỉ là bố cục hình vuông thôi. Em nhớ mà, hình vuông cực kỳ nhiều bố cục luôn. Nếu mà em phải ngồi em sáng tạo với nó. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ học về cái cách biến đổi hình vuông. Các bạn ghi đi, cách biến đổi hình vuông. À, biến đổi hình vuông để làm gì? Để tạo bố cục thôi ạ. Nào các bạn nhìn vào đây. À, tôi sẽ có một chiêu thức như sau, là tôi sẽ biến cái hình vuông nó trở thành hình một cái đây ạ. Tôi vẽ một cái hình nha. Hình vuông này. Tôi chọn cho nó một cái màu sáng hơn cho các bạn dễ nhìn nhá. Tôi sẽ biến cái hình vuông này trở thành bông hoa cho các bạn. Nhìn thấy không ạ? Nào cách biến hình vuông trở thành hình bông hoa. Bằng Object Effect, chúng ta chọn vào Desktop Transform và chọn vào đây là cách biến hình vuông trở thành hình bông hoa. Các bạn ghi vào đây. Chọn và cái này nó tùy thuộc vào giá trị của các bạn, là bạn chọn cái hình của chúng ta là có 4 cạnh hay là có 3 cạnh hay là có 5 cạnh. Bởi vì nếu có 5 cạnh thì nó trở thành bông hoa gì? Đúng rồi, chọn Desktop Transform. Chọn vào công cụ số 2. Được chưa? Xong phần này chưa? Rồi ấn nhá. Nào các bạn nhìn này, sau khi tôi ấn xong thì tôi ấn preview cho các bạn, tôi kéo lên tí thì các bạn nhìn thấy thành công 2 chưa? Ok. Rất là đơn giản, chúng ta chọn vào đây tí, nó trở thành khung hình này, nhìn thấy không ạ? Và sau khi tôi chọn khung hình xong thì các bạn đồng ý với tôi là tôi sẽ ấn OK. Thì cái này có đang mang hiệu ứng đúng không em? Nhìn đang mang hiệu ứng chưa?
chúng ta làm mất hiệu ứng này đi bằng cách như sau, là convert đối tượng mất hiệu ứng để cắt giao với cái khung hình để tạo ra một khung hình mới cho ảnh chui vào. Em nhớ nhá, bởi vì cái hình này là cái khung rất là được rồi, mình thích cái khung này, mình có thể làm cho bánh được. Ok, thì lúc này tôi sẽ chọn vào object và tôi chọn vào pattern để tôi làm biến cái hiệu ứng này trở thành không có gì, làm mất hiệu ứng của đối tượng. Nguyên tắc cắt giao giữa một đối tượng thường và một đối tượng mang hiệu ứng thì bạn phải làm phá vỡ định dạng của hiệu ứng đi bằng cách bước 1 chọn vào hình có hiệu ứng. Bước 2 bạn sẽ chọn vào transform. Bước 3 bạn sẽ chọn vào pattern transparency là cách biến một đối tượng mất hiệu ứng và trở thành đối tượng thường. Đây ạ, chúng ta sẽ chọn vào đây nhá. Các bạn nhìn này nhá. Ấn nhá. Nhìn này, tôi ấn à. Và sau khi tôi chấn xong tôi chọn vào kênh alpha ở phía trên và tôi ấn ok thì các bạn nhìn thấy đối tượng thường chưa? Và sau khi đã trở thành đối tượng thường thì các bạn có đồng ý với tôi chọn vào đây và tôi phóng to như này được không ạ? À, tôi đẩy sang như này được không ạ? Thì các bạn có thấy rằng hai cái hình này đang cắt nhau bởi vì giống một cái khung như này không em? Thì lúc này để muốn loại trừ đi phần thừa thì chúng ta dùng công cụ Shift O. À, đây tôi sẽ chọn vào công cụ Shift M, tôi sẽ cắt bỏ cái này đi không ạ? Em nhìn thấy hình này chưa? Và với cái hình này các bạn có đồng ý với tôi là tôi chỉ cần đặt là Ctrl C, Ctrl F. À, tôi sẽ đẩy cái này vào trong một tí và tôi chọn một cái màu chẳng hạn như này. Các bạn nhìn thấy màu này chưa? Thì lúc này bạn được quyền là chọn vào File, chọn vào Place. À, chúng ta sẽ chọn vào thư viên ảnh và chúng ta chọn được bánh. Ok, tôi chọn luôn cái cô này luôn, tự nhiên xuất hiện. Ok, ảnh muốn chui vào hình thì có phải nằm dưới không ạ? Chọn đối tượng số 2 được không ạ? Và Ctrl số 7 được không ạ? Tích đúc vào đây thì các bạn có đồng ý tôi đẩy ra ngoài như này không ạ? Thì các bạn có thấy là tôi đã có một cái khung hình cho việc thiết kế chưa? Ok, nhìn cái khung hình thiết kế chưa? Và cái này xây dựng bằng hình vuông, bởi vì hình vuông tôi biến đổi mà. Em hiểu chưa? Rồi, tiếp theo, bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn là tiếp theo đó là cách biến đổi hình vuông. Các bạn ghi đi, cách biến đổi hình vuông như sau. Cấp độ 3. Ok. À, để muốn làm được cái điều này thì tôi sẽ kéo xuống dưới một tí cho các bạn dễ nhìn hơn. Đây ạ. À, lúc này chúng ta sẽ vẽ một cái hình như sau. Tôi sẽ vẽ một cái miếng màu trắng. Rồi cái miếng màu trắng đó thì tôi sẽ copy cái này xuống dưới bằng Ctrl D. Mọi người có nhìn thấy Ctrl D như này ạ. Và hai cái ngoài cùng thì tôi sẽ để là 20 nhá. Các bạn nhìn này, 20. Ok, hai cái trong thì tôi sẽ để là 40. Hai cái trong tôi sẽ để là 60. Hai cái trong tôi sẽ để là 80. Được chưa? Sau khi đã làm xong toàn bộ tất cả đối tượng thì các bạn nhớ nhá, chúng ta sẽ dùng một thao tác như sau là cả tôi sẽ chọn là Ctrl C, Ctrl F và tôi sẽ kéo này lên một tí. Được chưa? Thực chất là hôm nay tôi sẽ dạy cho bạn chiêu thức là tôi ép toàn bộ cái hình này chui vào cái hình này. Ép nhá. Ép nó khác với chui vào nhá em nhé. Ép thì nó sẽ phải đi theo khung hình của thằng kia. Ví dụ em thép ép theo hình tròn, ép thì hình con cá. Ví dụ các bạn có nhìn thấy logo có nhiều hình là con cá nhưng chữ phải được đánh trong hình con cá mà. Đó, bạn sẽ design chữ rất là tốt luôn với cái hình này. Nhìn này. Thì nguyên tắc để muốn đối tượng mà ép theo một hình đó thì nó có thể trở thành là một đối tượng và nó có thể là một group đối tượng nhá. Cái hình bị ép ấy thì nó có thể là một đối tượng và nó có thể là một group. Ok, các bạn có thể ghi đối tượng được ép theo có thể là một đối tượng và có thể là một group đối tượng. Xong chưa? Rồi, em nhìn này. Vậy thì tôi sẽ group lại được không ạ? Ctrl G. Và cái đối tượng muốn mà bị ép theo như này thì cái đối tượng này nó phải nằm dưới, nằm dưới tất cả. Nó giống như đối tượng ảnh ấy nhá. Đối tượng này là group thì nó phải nằm dưới. Thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Shift ngoặc vuông bên trái để chắc chắn rằng là nó xuống dưới ạ. Ấn 2-3 lần cho nó xuống dưới. Rồi, tiếp theo
Nhìn này, để muốn đối tượng này bị ép theo đối tượng này thì tôi chọn đối tượng 1, tôi giữ shift chọn đối tượng 2 này và chúng ta dùng lệnh là control and c. Các bạn ghi đi control and c. Control and c chính là cách ép một đối tượng theo một hình khác. Cái trò này các bạn sẽ nhìn thấy ở những cái biểu tượng lịch như là phúc lộc thọ. Em biết phúc lộc thọ không? Nó có chữ phúc thì hình dán thành hình tròn này em. Em thấy ở đình chùa chưa? Ở hai câu đối chưa? Này ốp vào đấy. Thì đây tôi cho bạn xem là ấn vào lệnh như sau là offset. Chúng ta chọn vào công cụ như sau và chọn vào control and c. Control and c chính là lệnh này đấy. Là cách ép một đối tượng theo mình khác. Trò này làm logo cực kỳ nhanh, đặc biệt là những logo mang tính chất xây dựng thì cách này chiêu thức cực kỳ quý. Xong chưa? Control and c. Nào chúng ta ấn nhá. Các bạn nhìn này, ấn nhá. Nào ok. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó tự nó chạy nhảy vào đây chưa? Và sau khi nhảy vào đây xong thì bảo nó úi, thế anh Khánh em thấy nó đâu có khác gì đâu ạ? Thà bằng vậy thì anh vẽ luôn, anh chuyển đổi rồi. Nhưng nó khác ở chỗ là sau khi mà bạn cho chui vào rồi thì chúng ta có thể sử dụng được phím A. Các bạn ghi đi. Sau khi chui vào rồi chúng ta sử dụng được phím A. Đây, phím A đây ạ. Nhìn chưa? Nào bắt đầu tích nhá. Tích vào đây. Và các bạn có nhìn thấy cái cánh cái đòn không ạ? Thì cái này nó có tính năng là bẻ cong đường nghe. Nhìn này chưa? Rồi cũng tương tự như vậy, bạn sẽ tích vào đây, bạn sẽ bẻ cong tiếp theo lần nữa. Ok, cầm đây, kéo lên đây. Có nhìn thấy chuyển động không? Ok, nếu mà đã dùng phím A được thì không biết là nó có thể nó có thêm điểm được giống như pen không? Ok, vậy chúng ta thử một cách, đó là chọn vào pen cộng là thêm điểm. Chúng ta thêm điểm ở giữa được không ạ? Và chúng ta có thể dùng công cụ Shift C để bẻ cong một cách trực tiếp mà. Ok, em nhìn thấy chưa? Và sau khi chuyển độ thì nó sẽ rất là đẹp. Và lúc này các bạn đồng ý với tôi là tôi đã có một cái background rất là hợp lý với một cái hình này. Và cái này có thể trở thành mặt nạ được không? Mặt nạ nó có sắc độ không? Có. Và để muốn có một cái sắc độ mà làm cho một cái background thì rất là đơn giản. Bạn biết cái loại background nó có nhiều màu chưa? Yeah. Một là chúng ta sẽ dùng cái thao tác là chúng ta dùng hòa trộn, đó là overlay. Thì các bạn nhìn thấy chưa? Màu đẹp luôn. Đồng ý cái này không ạ? Rồi, phần thứ hai, nếu mà em thích là cái background này của chúng ta có nhiều màu để chúng ta thiết kế các visit phong bì thư chẳng hạn, thì chúng ta sẽ làm ra sao? Đây, tôi sẽ chọn cái này trở về normal cho các bạn xem nhé. Được chưa? Nào, nhìn này. Tôi sẽ nhân bản lớp nền này làm hai bằng Ctrl C, Ctrl F, kéo ra ngoài cho mọi người tin rằng tôi đã nhân rồi. Được chưa? Rồi nhá. Thì cái hình phía trên này tôi sẽ chọn một cái gradient. Học gradient cho em. Và tôi chọn vào gradient đó là gì? Nhiều màu được không ạ? Tôi kéo gradient theo kiểu như này được không ạ? Được chưa? Rồi nhá. Bây giờ cũng tương tự như vậy thì có phải chúng ta sẽ chọn cái này và ấn vào biểu tượng là Ops Edit và chọn vào Ctrl X đúng không? Là cắt nó đi. Sau đó thì tôi sẽ chọn vào cái gradient này, tôi làm mặt nạ cho nó được không ạ? Nó giống như cái ảnh ấy hả? Thì cái này là bây giờ là cái ảnh. Thì bây giờ bạn thích đúc vào đây. Các bạn có thấy là mặt nạ gì? Đen chưa? Tôi có thể dùng Ctrl Shift V với cái nét chuyển động ấy vào trong đây được không ạ? Ctrl Shift V. Ok. Và sau khi làm xong tôi thoát ra khỏi này thì bạn sẽ thấy là tôi đã có một cái nền chuyển động rất là đẹp. Hiểu cái này chưa đã? Và cái này nó sẽ làm cho chuyên gia làm những cái background của em cực kỳ chuyên nghiệp. Ok. Hiểu phần này chưa đã? Rồi. Tiếp theo. Vậy với cái này được đà xông lên thì chúng ta sẽ chơi trò là cách bẻ cong cho ảnh. Các bạn nhìn đi, cách bẻ cong cho ảnh như sau. Chỉ tiêu chí của thằng này khủng khiếp lắm. Nào, cách bẻ cong cho ảnh. Để muốn bẻ cong cho ảnh thì chúng ta sẽ thực hiện một thao tác như sau, là chọn vào file và chúng ta chọn vào plate. Là chúng ta sẽ kiếm một cái hình ảnh. Một cái hình ảnh đó liên quan đến một cái bộ phim. Ok, chúng ta chọn một cái bộ phim nhìn đây chưa? Nào, các bạn nhớ nhá. Và với cái bộ phim này thì các bạn nhìn này, tôi tích vào đây thì các bạn có thấy ảnh nó bị to không ạ? Ảnh to nhá. Nhưng nguyên tắc thiết kế của tôi chỉ to cái ảnh thiết kế, file thiết kế của tôi chỉ to tầm này thôi, thì cái ảnh này quá to. Nên chính vậy tôi phải thu nhỏ cái ảnh lại. Nhỏ xíu thôi. Bạn nhìn nhá.
Và tất cả những cái file này tôi khuyên các bạn câu rằng các bạn nên xếp thành Photoshop cho tôi một cái bên ngay bên Photoshop là xếp thành dài là các bộ phim khác nhau, phim 1, phim 2, phim 3, phim 4, phim 5, phim 6, bởi vì tôi quảng cáo cho cái rạp chiếu phim đó. Nó sẽ có ra đời rất nhiều bộ phim trong tuần này chẳng hạn. Được không ạ? Nào vậy thì cái hình to mà thu nhỏ lại thì chắc chắn là nó sẽ bị vỡ, nhưng mà vấn đề là tôi nhìn đúng kích thước này nó không vỡ đâu ạ. Hiểu không ạ? Và cái công cụ đầu tiên mà chúng ta phải làm đó là cách convert ảnh để nó phù hợp với cái bản thiết kế của các bạn. Các bạn ghi đi cách convert ảnh. Từ ảnh to trở thành ảnh bé. Cách biến ảnh to trở thành ảnh bé làm sao cho nó phù hợp. Nào cho phù hợp. Đây ạ. À, chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng đó là object và chúng ta chọn vào rasterize thì cái này nó sẽ trở cho các bạn đó là trở thành một cái ảnh mới và nhưng với kích thước nó bé hơn so với kích thước cũ nhé. Rasterize là cách biến ảnh trở thành ảnh bé hơn. Đây là một trong những phương pháp cực kỳ quan trọng, nó sẽ khiến cho cái ảnh của bạn có dung lượng thấp hơn để file chúng ta nhẹ hơn đấy. Còn bình thường em dùng cái file to đùng mà em thu nhỏ lại thì em có thấy nặng không ạ? Vẫn nặng như thế. Và cái nguyên tắc đấy đấy, đây ạ, em nhìn đây, bình thường cái ảnh này nó phải to này đúng không? Đúng chưa? Nhưng thiết kế tôi chỉ to tầm này thôi mà. Phải thiết kế thôi mà. Và cái ảnh mà tôi đưa vào ấy thì nó trong ý đồ và ý tưởng của tôi nó chỉ to tầm này thôi mà. Đúng không? Vậy thì em đang dùng cái ảnh to em thu nhỏ lại nhưng kích thước vẫn thế, dung lượng vẫn thế mà không convert nó ảnh nó đúng nghĩa của nó là nó phải chỉ bé tầm này thôi. Thì tôi mới làm một cái thao tác như sau, đó là chọn vào object và tôi chọn vào phần đó là rasterize và lúc này tôi sẽ có ảnh là CMYK và độ phân giải tôi để 300, nếu tôi in ấn còn để mà đẩy lên mạng tôi sẽ để 172x150 thôi. Và sau khi làm xong tôi ấn ok thì các bạn nhìn này, đây chính là một cảnh mới của tôi cực kỳ bé, nhìn như này thì ai cũng vỡ, nhìn đúng không ạ? Nhìn thu nhỏ lại ok. Và sau khi đã làm xong cái này thì tôi sẽ thu nhỏ, đây tôi sẽ copy cái hình này ra. Coi như đây là các bộ phim đấy ạ, căn chân đê. Nhìn thấy phim rồi chưa? Rồi, sau khi làm xong tôi sẽ vẽ cho nó một cái nền đen. Bởi vì đây là liên quan đến poster phim nên tôi sẽ phải làm tiêu chí này cho dưới tất cả. Coi nhìn thấy hình này có tôi không ạ? Tôi sẽ làm cuộn phim. À, trong phần cuộn phim thì các bạn lưu ý là tôi sẽ vẽ vào cái đây một tí. Tôi sẽ chọn cho nó một cái màu, đó là màu trắng. Được không ạ? Và copy ra được không em? Ctrl D được nhảy không ạ? Đấy, giống như thước phim mà. Rồi ok, Ctrl D. Quá dài. Và sau khi mà đã làm xong cái biểu tượng cái thước phim này thì bạn sẽ quét qua toàn bộ cái đối tượng thước phim phía trên, giữ shift loại trừ để copy này xuống dưới một tí nữa được có được miếng thứ hai. Ok, nhìn không? Và các bạn phải lưu ý rằng là cái này là một group đối tượng không ạ? Nên tôi được quyền group không ạ? Được quyền group không? Vừa rồi là có phải là chúng ta có thể được quyền là cho một đối tượng chui vào một đối tượng khác và có thể là cho một group chui vào đối tượng khác không ạ? Thì tôi ấn vào các chữ gió. Bây giờ thì các bạn có đồng ý tôi vẽ một cái hình đúng to tầm đấy không ạ? Đây nào, cho lên trên nhá, cho lên trên bằng lệnh gì? Ctrl Shift hoặc vuông tay phải đúng không ạ? Nào kéo lên xem đúng chưa? À dưới rồi, ông ở dưới rồi. Quét qua cả hai và dùng lệnh là Object, chọn vào biểu tượng, Ctrl Alt C. Nhìn chưa? Với căn chân trên như này thì tự khắc cái ông này tự chui vào thôi. Chui vào rồi thì làm gì bây giờ? À chọn vào pen cộng thêm điểm giữa luôn. Cho nó gấu, thêm giữa, được chưa? Dùng Shift C vẽ cong cách trực tiếp và vẽ luôn. Các bạn nhìn yên tâm một điều rằng cái này ảnh chúng ta vẽ cong được. Đó. Nhìn thấy không? Bởi vì các bạn nhớ một điều rằng là khi mà chúng ta nắm được công nghệ thì chúng ta sẽ làm được nhiều ý tưởng hơn. Còn cái này Photoshop không làm được. Không tin làm thử xem. Photoshop không làm được ngày đâu nhá. Photoshop lại còn không bao giờ làm được cái trò này thế này. Tôi cho các bạn xem, nhìn này, cái này kinh khủng lắm. Đây, nó còn uốn éo nhỉ. Nhìn chưa? Đấy. Thì đây là một trong tính năng mà gọi là bẻ cong một đối tượng ảnh với inút đấy. Thì với inút như này thì em mới làm được. Và nguyên tắc là khi bẻ cong thì ảnh phải cắt đường link đi ạ. Em muốn bẻ cong một cái ảnh thì em phải cắt đường link. Còn nếu em còn đường link thì em sẽ không bao giờ bẻ cong được nhá. Hiểu cái này chưa á? Nhưng em biết tại sao cái ảnh của tôi này bẻ cong được luôn không? Bởi vì lúc mà tôi rasterize thì nó trở thành một ảnh mới thôi, làm gì còn đường link nào nữa đâu ạ? Hiểu cái đấy chưa? Ok. Rồi,
Tiếp theo. Vậy thì tôi gác lại cái phần đó là hình vuông ở đây nhá, được chưa? Rồi, tiếp theo nhìn này. À, các bạn có đồng ý với tôi là tôi đã chọn với cái hình hình vuông góc này không ạ? Cái hình vuông góc này làm với cái gì? Chúng ta vẽ nhảy đúng không ạ? Chúng ta tăng giá trị này lên thì nó có thể tròn nhảy không em? Với cái tròn như vậy thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ copy được cái hình mới và chúng ta thu nhỏ cái hình mới nhảy đúng không ạ? Ok, đẩy sát này như này đúng không ạ? Ok, copy ra hình mới như này được không ạ? Chúng ta sẽ thu nhỏ như này được không ạ? Ok, sau khi làm xong tôi sẽ phóng to như này được không ạ? Ok, thu nhỏ này. Nhìn đâu ạ? Và hôm nay chúng ta chọn một cái màu cam, xoay góc độ này ra một tí. Đây ạ. Đây, trong thiết kế thì tôi có thể tạo ra một cái bố cục như này. Tôi quét qua cả tất cả như này được không ạ? Và tôi chọn vào công cụ đó là công cụ gì? Shift M và chúng ta sẽ loại trừ. Loại trừ, loại trừ. Ok. Và sau khi loại trừ xong thì các bạn nhớ một điều rằng là để muốn cho ảnh chui vào cái hình này thì người ta phải dùng thao tác như sau, bởi vì đối tượng rời, nhìn đối tượng rời chưa? Mà muốn trở thành một thì phải bằng lệnh gì ạ? Ctrl gì ạ? Đúng rồi, Ctrl 8. Chính xác. Cảm ơn em. Và chúng ta chọn vào combo path và chọn vào Ctrl 8. Sau khi Ctrl 8 xong thì các bạn đồng ý với tôi là tôi chọn vào file, tôi chọn vào place. Tôi sẽ kiếm một cái ảnh. Tôi chọn vào bánh. Bánh trung thu. Chúng ta sẽ chọn một biểu tượng là một cái hình người như thế này. Chúng ta đặt vào. Nào, cho xuống người xuống dưới. Giữ shift chọn đối tượng màu cam. Ctrl số. Em thấy là tôi đã có bố cục mới mà. Hiểu cái này chưa? Thì đây là bố cục tạo ra bằng hình vo góc. Ok. À, tiếp theo với cái hình tròn thì chúng ta sẽ làm sao? Ấn vào đây. Nào, hình tròn. Và tôi vẽ đường nhảy không ạ? Sau khi đã có hình tròn xong, tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2 và tôi cắt bỏ phần thừa đi. Thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi lại có một cái miếng màu cam như thế này được không ạ? Cho ảnh chui vào được không em? Rồi, lại chọn file và lại chọn vào clip. À, chúng ta sẽ chọn một cái bánh trung thu. Chúng ta sẽ kéo vào đây. Cho cái ảnh xuống dưới tất cả. Chọn đối tượng số 2 và lại Ctrl số 7. Đấy, nhìn thấy chưa? Ok, tôi sẽ chọn như này chẳng hạn. Thì đây là bố cục đường tròn mà. Em phải tạo ra tất cả thì là bố cục đường tròn thì càng tốt nha. Rồi, tiếp theo. Rồi, chọn vào file. Chọn vào cái này, em nhìn polygon chưa? Thì vốn dĩ bản thân của polygon nó tạo ra một cái thứ rất hay, bởi vì tôi vẽ một cái hình như này, tôi thấp xuống tí ạ. Nên có nhìn hình này không ạ? Tôi chọn màu cam được không ạ? Thì có phải hình này nếu tôi đặt vào đây, tôi chọn đối tượng 2 thì tôi sẽ vứt bỏ phần thừa đi, thì có phải như này không ạ? Nhanh chưa? Nhưng em yên tâm một điều rằng cái này làm rất là chuẩn. Tôi sẽ chọn vào file. À, tôi chọn vào plate. À, tôi sẽ kéo xuống một tí. Đây ạ. Nào quét qua đây ạ. Ảnh nằm dưới một Ctrl Shift hoặc vuông bên tay trái. Chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7. Em nhìn nhá. Nó sẽ tạo ra bố cục rất là nhanh với cái hình đó. Ok, vậy thì cái hình đấy nó còn làm với cái gì nữa không ạ? Ok, thì lúc này chúng ta sẽ chọn đây. Các bạn đồng ý với tôi hình này chưa? Chúng ta sẽ tăng số cạnh lên được bằng ấn nút lên trên đường nhảy không ạ? Nhìn chưa? Có thấy nhiều cạnh không ạ? Nhìn số cạnh chưa? Thì vừa rồi chúng ta vừa học một cái chiêu thức là cách biến một đối tượng trở thành một bông hoa còn gì nữa. Đúng không? Vậy thì cái này có nhiều số cạnh không ạ? Thì ok, chúng ta sẽ chọn vào effect, chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào bông hoa. Nào. Được cái này không ạ? Và các bạn có đồng ý với tôi là đang mang hiệu ứng không ạ? Chúng ta làm mất hiệu ứng được không ạ? Bằng object, chọn vào đây đúng không em? Và sau khi làm xong thì tôi đã có một khung hình mới. Thì lúc này chúng ta lại chơi trò làm sao? Lại cắt dao cái hình. Nhưng mà hình này nó sẽ đẹp hơn rất nhiều, bởi vì nó có tính trang trí và làm công tua cho hình của chúng ta rất là được. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và cắt bỏ phần thừa đi. Đó, em nhìn thấy chưa? Chúng ta làm rất là chuyên nghiệp. Giữ phím mà. Đây, cắt bỏ này đi tí. Xong rồi. Bây giờ có hình này thì có ảnh chui vào được không? Thì lại chui, chọn vào file, lại chọn vào plate.
À, chúng ta kéo xuống một tí và chúng ta chọn vào đây cô gái. Chọn cho dưới tất cả, chọn đối tượng số 2 và control số. Thì đúp vào đây. Các bạn có thấy là tôi tạo ra khung hình chưa? Thiết kế cũng phải là bắt đầu từ những hình như này đúng không ạ? Rồi tiếp theo thì các bạn có đồng ý tôi ở đây nó có một cái hình ngôi sao đúng không ạ? Ngôi sao có cắt được như thế không em? Ngôi sao cắt được không ạ? Làm nốt ngôi sao cho nó nhanh. Đây ạ, copy xuống dưới. Em bảo mỗi cái hình này là ra 3-4 loại thì em bảo bao nhiêu bố cục. Làm thiết kế mà yếu bố cục đây, tăng, nhìn số cạnh chưa? Ok, nhiều này đúng không ạ? Giữ can trôn kéo ra ngoài thì có vậy nha em ạ. Em có thấy là biểu tượng mới trong siêu thị không? Đã ra nhìn thấy biểu tượng mới trong siêu thị chưa? Rồi ok, 99k một con gà. Ok, chọn vào đây được không ạ? Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2. Tôi loại bỏ phần thừa đi không ạ? Rồi lại chọn vào đây. Chọn chú vào được không? Đấy, em thấy chưa? Bố cục, nhưng mà nhớ một điều rằng phải tạo lớp đệm nha. Đây chỉ là phương pháp thôi, còn phải tạo lớp đệm đấy. Như này, chúng ta chọn vào file và chúng ta lại chọn vào plate tiếp theo lần nữa. Chúng ta kéo xuống, chúng ta quét qua, chúng ta cho xuống dưới tất cả, chúng ta chọn vào hình và căn chuẩn số 7. Đẩy sang này đúng không ạ? Ok, em nhìn thấy tôi đã có hình mới chưa? Và cái cuối cùng thì nó chỉ phục vụ cho chúng ta một cái mục đích, đó là gì? Tia mặt trời, chúng ta nhìn này. Em nhìn cái hình này gradient đúng không? Nhìn này, tia mặt trời này. Kéo đây một tí. Ok, cầm này kéo đây một tí. Nhìn chưa? Sau đó dùng hòa trộn overlay. Thì cái này nó chỉ có tác dụng là chúng ta làm nhấn mạnh cái biểu tượng hình thôi. Ok, cầm này kéo đây. Cho nó đẹp mà. Em nhìn background chưa? Và cái hình này cũng hòa trộn. Nhìn này không ạ? Nhá, thì cái này là chỉ là cái phương pháp để chúng ta nhấn mạnh logo, nhấn mạnh những cái thứ mà chúng ta thiết kế thôi. Và tất nhiên tôi chọn vào overlay thì các bạn sẽ thấy làm sao. Ờ, nó trông đã sẽ rất là bắt mắt. Có nhìn không ạ? À, rất là đơn giản. Thì cái công cụ cuối cùng chỉ có như vậy thôi. Ok, tôi sẽ nói nốt cho bạn cái phần mà làm logo. Làm logo mà cái vừa rồi tôi bảo là cái chọn Alcance đấy. Nhá. Đây ạ. À. Em nhìn thấy chưa? Đây là vẽ chơi đã làm đống nhảy. Còn nếu mà một cái này, một công cụ mà đi ra, em yên tâm nhá, mỗi cái này nhân 10 cho tôi. Em có đến 100 bố cục không? Nhá, nhưng vấn đề là phải nhìn vào hình và chúng ta vẽ như này. Lúc này tôi gõ một cái chữ như sau, đó là chữ T. Và tôi phóng to cho bạn xem. À, phông chữ này thì tôi sẽ chọn phông chữ màu đậm hơn để cho các bạn dễ nhìn. Đây, phần T đây. À, chữ thứ hai tôi sẽ copy đâu đây, tôi sẽ gõ vào chữ đây là chữ H. Đây tôi sẽ copy này, tôi sẽ gõ vào chữ H nhá. Được chưa? Một chữ tôi để một màu đỏ. À, một chữ thì tôi sẽ để màu ghi, được chưa? Nào. Lúc này theo thông lệ bình thường thì tôi sẽ chơi một trò như sau, là tôi sẽ mượn một cái công cụ đó là polygon với một cái hình đó là gì. Tôi bớt số cạnh đi 1, 4, 5. Đây hình này đây. Và cái hình này thì tôi sẽ phải để theo chiều dọc một tí, tôi xoay. Nhìn không ạ? Nào, như lần trước thì tôi đã dạy cho bạn là chiêu thức cắt dao giữ nét và hình rồi. Tôi vẽ một cái nét, tôi chia đôi cái hình này làm đôi. Đây hình này, nét đây nhá, hình đây nhá. Cắt dao bằng công cụ Shift F7 là cắt dao giữ nét vào hình. Và chúng ta sẽ thực hiện chiêu thức là cắt dao. Và đối tượng cắt dao sẽ tồn tại dưới dạng group, nên là tôi sẽ chuột phải chọn vào ăn group đi. Đây miếng 1, chúng ta sẽ có một màu đậm. Đây nhìn nhá. Nguyên tắc để hình này mà ép vào hình này thì cái này có phải nằm dưới không em? Nhìn đây nằm dưới chưa? Quét qua này, nằm dưới Ctrl Shift hoặc vuông tay trái. Ấn nhiều lần cho chắc. Chọn 1, chọn 2, ấn vào Alt Ctrl C, nhìn thấy chữ T tự nhảy theo. Chọn phương thức thứ hai, chọn vào đây, ấn Alt Ctrl C lần thứ hai. Bạn yên tâm một điều rằng chúng ta sẽ ghép một cái chữ cực kỳ chuyên nghiệp. Nhìn chưa? Cái này là một trong những phương pháp ghép chữ cực kỳ phê luôn. Ví dụ chúng ta sẽ chọn vào chữ đây là chữ Phúc. Biết chữ Phúc chưa? Rồi, chúng ta sẽ chọn là Phúc tục họ nhá. Rồi, đây. À, cái này thì hay trong một số cái đình chùa miếu mạo người ta hay dùng cái này đấy ạ.
Này em có đồng ý với tôi là tôi vẽ một hình tròn không, đúng không ạ? Tôi vẽ hình tròn đây ạ. Cái hình này phải nằm trên, còn chữ nằm dưới không ạ? Nằm trên, Ctrl Shift hoặc vùng tay phải. Chọn đối tượng số 2 và ấn vào Alt Ctrl C. Em nhìn chữ Phúc chưa? Nó tự ép theo hình không ạ? Thì cái này hay nằm trong lịch đấy ạ. Nhá. Lịch của nó mới chỗ này làm này. Thì đây là những cái tính năng mà tôi đã dạy cho bạn chưa thức qua những hình cơ bản. Được chưa? Đây những hình cơ bản này. Và với cái hình này thì tôi khuyên các bạn câu rằng bây giờ các bạn phải làm cho tôi một cái bài tập, đó là vẽ những bố cục liên quan đến hình vuông, liên quan đến hình vò góc, liên quan đến hình tròn, liên quan đến hình polygon, liên quan đến hình ngôi sao. Được chưa? Thì đây là những cái hình mà chắc chắn bạn phải mỗi qua một cái bạn phải có 10 bố cục khác nhau nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ giải lao một tí.